Các truyện Hương Xưa Hân Hạnh giới thiệu bộ truyện Quân sư Vương Phi của tác giả Tùy Phong Thanh. Phần 3. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, thích và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ. Chương 22. Giải thích khó hiểu. Hướng đến quân doanh vốn tràn ngập không khí sơ sát tiêu điều lúc này lại tràn ngập tiếng động sung sướng. Trong quân doanh, quân đội Long Hiên Hoàng Triều đang bãi yến khánh công, chủ soái Cẩn Vương hạ lệnh khao thưởng chi thần có công, cùng các tướng sĩ ăn uống, vui đùa. Cẩn Hiên ngồi ở trong gian tối bên trên, Ngạo Quân ngồi bên cạnh, mà Mạc Nguyệt Bánh cũng ngồi ở bên cạnh Ngạo Quân, kế tiếp là các vị tướng quân, Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương ngồi ở phía trước, chung quanh các binh lính vây nhau vui vẻ ăn mừng. Đêm nay nhân vật chính của chúng ta là Mạc Quân Sư, mọi người kính y một ly, mời. Cẩn Hiên dẫn đầu cầm lấy chén rượu đối với Ngạo Quân nói. Mạc Quân Sư mời. Toàn doanh tướng sĩ đều cầm lấy chén rượu nói với Ngạo Quân. Mời. Ngạo Quân bưng chén rượu lên cũng đáp lễ với mọi người, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đối mặt với các nam nhi trên chiến trường này, Ngạo Quân đột nhiên cảm thấy hào hùng ngàn vạn. Uống xong kính rượu của mọi người, Ngạo Quân vừa định tọa hạ, chỉ thấy Triệu Chi Dương đang ngồi bên phải có điểm nhăn nhó nhìn về hướng của nàng, làm thành bộ dáng muốn nói nhưng lại không biết nói như thế nào, vẫn là nghẹn lại. Ngạo Quân đương nhiên biết hắn đây là vì cái gì, buồn cười hỏi, Triệu tướng quân, có phải muốn nói ra suy nghĩ của mình? Ách! Này, Triệu Chi Dương có điểm kinh ngạc nhìn Ngạo Quân hội, hòa khí, như vậy nói với hắn, nhất thời kinh ngạc ngay cả lời mình muốn nói đều biến mất. Chi Dương, có cái gì thì nói ra a. Khi nào thì trở nên đàn bà như vậy? Hồng tướng quân cá tính thẳng thắn giống như Triệu Chi Dương không quen nhìn Triệu Chi Dương bộ dáng nhăn nhó như vậy, thúc giục nói. Triệu Chi Dương cũng không phản bác Hồng tướng quân trào phúng, mặt đến mức đỏ bừng, cuối cùng cắn răng một cái, một chưởng nặng nề mà đập trên bàn ở phía trước, mọi người sợ tới mức nhảy dựng, được xưng là kẻ dở hơi, trong doanh Vương tướng quân lại khoa trương vỗ mạnh ngực, nhìn Triệu Chi Dương liếc mắt một cái nói, Chi Dương, ngươi có gì bất mãn thì nói ra đi, đừng ở chỗ này lại dọa to dọa nhỏ, lá gan người ta bị ngươi dọa phá. Ha ha, mọi người đều bị Vương tướng quân này trưng ra bộ dáng tiểu nữ tử thật sự không có mặt mũi cười to ha hả. Cẩn Hiên cũng nhếch môi nở nụ cười, Ngạo Quân biểu tình lạnh lùng cũng sắp phá công, bên cạnh Mạc Nguyệt Bánh lại không có một chút hình tượng thục nữ cười lớn. Bị mọi người cười như vậy, Triệu Chi Dương mặt càng đỏ hơn, hướng đến hắn vốn thẳng thắn vẫn là ở trong tiếng cười của mọi người đi ra chỗ ngồi, phanh quỳ xuống trước mặt Ngạo Quân. Ngạo Quân còn chưa kịp phản ứng, đã hung hăng tát mình một cái, hối hận nói, Mạc Quân Sư, Chi Dương lúc trước hiểu lầm ngươi, còn chửi ngươi như vậy, Chi Dương ở đây cho ngài bồi tội, quân sư muốn đánh muốn phạt muốn giết, Chi Dương quyết không nửa lời oán hận, chỉ thỉnh quân sư có thể tha thứ cho Chi Dương. Nói xong lại đánh thêm một tát. Ngạo Quân phản ứng lại vội vàng đi xuống, nâng Triệu Chi Dương dậy, tận lực không cho thanh âm kêu y đứng lên lạnh như vậy nói, Triệu tướng quân, lúc trước Mạc Quân đã nói qua cùng các vị tướng quân, ta sẽ không trách bọn họ, đồng dạng, Mạc Quân cũng sẽ không trách ngươi, lại càng không đánh hoặc giết ngươi, huống chi hôm nay nếu như không có Triệu tướng quân, trận chiến này muốn thắng sẽ không dễ dàng như vậy. Quân sư tuy rộng lượng, không trách Chi Dương, nhưng Chi Dương vẫn là, Triệu Chi Dương còn muốn sám hối, nhưng bị Ngạo Quân cấp đánh gãy, Mạc Quân biết Triệu tướng quân trung quân ái quốc, sao lại đối với người thẳng thắn như ngươi mà tâm sinh oán hận. Triệu tướng quân như vậy, chẳng phải cho rằng Mạc Quân bụng dạ hẹp hòi, là tiểu nhân tính toán chi ly sao? Không có biện pháp, đối phó loại người như khúc cây này, chỉ có thể lấy lui mà tiến vào. Quả nhiên nghe được Ngạo Quân nói như vậy, Triệu Chi Dương vội vàng xua tay nói, không phải, Mạc Quân sư độ lượng không ai có thể sánh bằng, Chi Dương. Tốt lắm, Triệu tướng quân, nếu Mạc Quân sư đã đại lượng như thế, không trách tội ngươi, ngươi liền cảm tạ quân sư một cái, như vậy được không, quân sư? Cẩn Hiên nhân cơ hội nhanh chân hòa giải nói. Ngạo Quân chính là ước gì nghe được câu nói này, liền gật đầu không ngừng. Cẩn Hiên buồn cười nhìn Ngạo Quân lạnh lùng lúc này lại giống như hài đồng, nhìn ra được Ngạo Quân đối với tướng quân làm sai sự này, nhận sai rất là đau đầu, vốn định nhìn xem bộ dáng của y có khác bình thường đáng yêu bao nhiêu, nhưng ngẫm lại vẫn y quyết định cấp y cái bậc thang để đi xuống. Dạ, vương gia, quân sư, tái xin nhận Chi Dương một, từ lại còn chưa ra khỏi miệng. Ngạo Quân vội vàng bước lại, nói, thỉnh tội của ngươi ta tiếp nhận rồi, nhưng có điều kiện, đừng quỳ xuống nữa. Thật không hiểu nổi, cổ nhân này, như thế nào thích quỳ như vậy a? Động một chút liền tự đánh mình, thật là, này không phải rõ ràng muốn cho nàng giảm thọ sao? Triệu Chi Dương đầu tiên là sửng sốt, sau sang sảng cười ha hả, ha ha, vâng, Chi Dương cẩn tuân quân lệnh, ha ha. Ngạo Quân có điểm không rõ cho nên nhìn Triệu Chi Dương cười đến vui vẻ như thế, mà những người khác, bao gồm Âu Dương Cẩn Hiên, Ngụy Tử Tề, Mạc Nguyệt Bánh cũng thực không khách khí cười ha hả. Có chuyện gì mà cười tốt như vậy? Chính nàng lại không biết, vẻ mặt nàng khi nãy như gặp quỷ, chứng sợ hãi quỳ xuống, có bao nhiêu khôi hài. À, quân sư, bổn vương có mấy vấn đề không hiểu rõ lắm, muốn thỉnh giáo quân sư. Nở nụ cười một trận, Cẩn Hiên chậm rãi thu hồi cười to, nhưng bên miệng vẫn như cũ mà dẫn dắt ý cười, nháy mắt nhìn quân sư của hắn tài trí hơn người, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Không biết vì cái gì, sau khi xác định Mạc Quân không phải gian tế rắp tâm bất lương, tâm tình của hắn lại thả lỏng, một loại vui sướng chính mình cũng không rõ, tình cảm ngọt ngào tràn đầy chiếm cả trong lòng hắn. A, à, vương gia mời nói. Ngạo Quân nghe vậy mất tự nhiên nói. Không thích ứng, thập phần không thích ứng, đến bây giờ Ngạo Quân đối với Cẩn Hiên này đột nhiên thay đổi thái độ 10 vạn phần không thích ứng. Bổn vương muốn biết quân sư như thế nào vận trù chiến dịch lần này, thắng được đẹp như thế. Cẩn Hiên hỏi ra vấn đề tất cả mọi người ở đây đều muốn biết. Đúng vậy. Đúng vậy. Mạc quân sư vì cái gì biết Thác Bạt Lộc thấy quân ta lui lại hội đuổi theo đến khe sâu, lại vì sao Chi Dương phải lui về? Phía trái, còn có, Triệu Chi Dương thấy vương gia hỏi như thế, thế này mới nhớ ra hắn còn có thiệt nhiều nghi vấn chưa hỏi. Vội vàng giống như pháo châu một chuỗi xuyến hỏi. Chi Dương, ngươi lập tức hỏi nhiều vấn đề như vậy, quân sư trả lời như thế nào? Ngụy Tử Tề buồn cười nói, tuy rằng hắn cũng muốn biết, quân là như thế nào đoán chắc 4 vạn bộ binh kia khi đi tới Ngũ Vân Pha sẽ bị Thác Bạt Lộc bỏ rơi hoàn toàn, mà biết trước sự tình mà mang binh mai phục. À, ta rất muốn biết. Các ngươi biết không? Hôm nay ta, Triệu Chi Dương gãi gãi đầu ngượng ngùng nói, tiếp theo khẩn cấp đem chiến dịch hôm nay phấn khích từ đầu tới đuôi nói một lần, còn thường thường giống như tiểu hài tử, vui sướng hoa chân múa tay. Mọi người chăm chú nghe, thường thường phát ra một tiếng tán thưởng, ngay cả Cẩn Hiên trong mắt thâm trầm cũng chớp động sợ hãi cùng không thể tin, Mạc Nguyệt Bánh vẻ mặt càng thêm sùng bái thâm tình chân thành nhìn chăm chú vào Mạc Quân ca của nàng, có thể nói chỉ có Ngạo Quân tối không hợp quần, không hiểu được ý, cũng không có ngượng ngùng, vẻ mặt vẫn như cũ bình tĩnh nghe Triệu Chi Dương giảng thuật công tích vĩ đại của nàng. Diệu a, rất đẹp, quân sư, ngươi nói mau a. Tại sao ngươi lại kết luận Thác Bạt Lộc hội mai phục ở khe sâu kia? Hồng tướng quân vừa nghe xong tán thưởng Ngạo Quân thần cơ diệu toán cũng rất nhanh xuất hiện không ít nghi vấn, lập tức thúc giục hỏi. Thấy mọi người vẻ mặt đều chờ mong nàng dạy học, Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiên liếc mắt một cái, thế này mới thanh thanh cổ họng nói, kỳ thật bất quá Mạc Quân chỉ bắt được tính tình trong lòng của tướng sĩ song phương mà thôi, Mạc Quân biết lúc trước Triệu tướng quân căn bản là không tín nhiệm ta. Huống chi ta biết rõ đối phương phái ra 5 vạn nhân mã, là Thác Bạt Lộc đại danh đỉnh đỉnh lãnh binh, nhưng lại cho Triệu tướng quân chỉ mang 5.000 bộ binh ra nghênh đón địch. Triệu tướng quân nhất định hội cho rằng ta là vì việc tư báo thù, cố ý muốn đưa hắn cùng 5.000 binh lính vào chỗ chết. Thấy Triệu Chi Dương đỏ mặt vừa muốn nói gì, Ngạo Quân cười cười với hắn, lại tiếp tục nói, bởi vậy lúc hai quân quyết chiến, quân Thương Liêu tuy người nhiều, nhưng quân ta từng người đều cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy lại không muốn sống nghênh chiến, vì nguyên nhân như thế, đối phương quyết không khả năng nhanh chóng chiếm được tiện nghi, trí đây là dùng tử rồi sau đó mới sinh. Thác Bạt Lộc thấy quân ta sử dụng đấu pháp không muốn sống như thế, nhất định tưởng trò cũ có thể dùng, Mạc Quân lúc trước đã phân tích qua địa hình kia, cũng tự mình đi xem qua, liền đoán được quân Thương Liêu nhất định sẽ lựa chọn mai phục ở khe sâu kia, bởi vậy túi gấm đầu tiên Mạc Quân cho Triệu tướng quân trong đó viết là chữ truy. Nhưng quân sư dựa vào đâu mà kết luận Triệu tướng quân hội tuân lệnh làm việc? Dù sao khi đó mặc cho ai đi nữa đều cho rằng đuổi theo là chỉ còn đường chết, Triệu tướng quân không có khả năng nghe theo quân lệnh của một người hắn cho rằng rắp tâm bất lương, mà làm cho 5.000 tướng sĩ đi chịu chết. Cẩn Hiên nghi vấn nói. Bởi vì vương gia ngươi. Thấy vẻ mặt Cẩn Hiên hiện ra biểu tình đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Ngạo Quân giải thích nói, Triệu tướng quân mặc dù không tin Mạc Quân, nhưng quân lệnh của vương gia đối hắn giống như thánh chỉ, đó cũng là vì sao trước khi xuất chiến Mạc Quân có nói quân lệnh của bản quân sư giống như quân lệnh của vương gia. Quân sư, Mạc tướng có nghi vấn, vì sao phái ta nghênh chiến, mà không phải người khác? Triệu tướng quân lại có nghi vấn, Triệu tướng quân là người tối xúc động, quân sư dùng cái gì hội? Chính là bởi vì Triệu tướng quân là một người tối xúc động, hơn nữa lúc trước cùng Thác Bát Lộc từng có ân oán. Ngạo Quân cao thâm cười, lại nói, cho nên khi cho Triệu tướng quân dẫn binh truy kích, Thác Bát Lộc sẽ không hoài nghi, dù sao quân ta sớm biết được đây là cạm bẫy. Biết rõ cạm bẫy mà vào trừ bỏ là vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể đã mất đi lý tính. Thấy mọi người đồng một bộ dáng thì ra là thế, Ngạo Quân lại nói, đồng dạng, bởi vì hai người có ân oán, hơn nữa Thác Bát Lộc tuy là đại tướng dũng mãnh, nhưng trời sanh tính cuồng vọng tự đại, hiếu chiến hỷ công, hắn cũng là người có tính xúc động, nhất định sẽ không cho Triệu tướng quân cùng 5.000 binh lính bình yên vô sự thu binh hồi doanh, cho nên khi hắn biết được Triệu tướng quân đã nhập vào cạm bẫy, khi vào cửa khe sâu lại đột nhiên dẫn binh rời đi, tất sẽ làm hắn mất đi lý trí. Liều lĩnh vội vàng truy kích, mà binh lính đang mai phục nhất định hội một trận hỗn loạn. Bởi vậy, quân sư cấp ta cái túi gấm thứ hai viết tả triệt. Triệu Chi Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, lại đột nhiên nhíu mi một chút, khó hiểu nói, kia vì sao là hướng tả triệt? Ta nhớ rõ bên phải tựa hồ có một chỗ càng hiểm trở. Chương 23, Thiên hạ đệ nhất quân sư. Bởi vậy, quân sư cấp ta cái túi gấm thứ hai viết tả triệt. Triệu Chi Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, lại đột nhiên nhíu mi một chút, khó hiểu nói, kia vì sao là hướng tả triệt? Ta nhớ rõ bên phải kia tựa hồ có một chỗ càng hiểm trở. Đúng vậy, bên phải có một nơi rất hiểm trở, nhưng chính bởi vì địa phương kia hiểm trở, cho nên đối với Thác Bát Lộc vốn quen thuộc địa hình mà nói, thực dễ dàng nhận thấy được. Huống hồ nơi đó mặc dù hiểm trở, nhưng không thể kiềm chế kỵ binh Thương Liêu, mà bên trái sẽ biến kỵ binh Thương Liêu dũng mãnh thành trói buộc lớn nhất, mà bộ binh quân ta lại có thể có được không gian tốt nhất để phát huy, cũng thích hợp quân ta phục kích. Ngạo Quân tiếp tục giải đáp nói. Ngạo Quân thường ngày không nhiều lời, khó được hôm nay lại không phiền hà trả lời vấn đề của mọi người như thế, việc này cũng làm cho nàng có điểm hoang mang, có thể bởi vì những người này đều thẳng thắn như vậy, làm cho nàng không khỏi đối với bọn họ rất hảo cảm đi. Cho nên cái túi gấm thứ ba quân sư viết phục. Triệu Chi Dương bổ nói. Ngạo Quân gật đầu một cái, nói với Ngụy Tử, mà Ngụy tướng quân phục binh ở Ngũ Vân Pha cũng là quan trọng nhất, nếu thừa dịp kia 4.000 bộ binh nhất thời trận cướp đại loạn khi phát động đánh bất ngờ, chờ bọn hắn đuổi tới trợ giúp, đến lúc đó toàn bộ tình huống cũng sẽ nghịch chuyển. Ngụy Tử Tề nhận thấy được mọi người nhìn mình rất chăm chú, ôn hòa cười nói, Mạc tướng cũng là phụng quân sư chi mệnh, sau khi Chi Dương xuất binh, liền mang 5.000 nhân mã xuất phát đi Ngũ Vân Pha mai phục trước tại đó. Quả nhiên như quân sư sở liệu, không sai chút nào, chỉ sau 3 canh giờ, đã thấy Thác Bát Lộc dẫn đến 1.000 kỵ binh qua Ngũ Vân Pha, Mạc tướng ấn theo mệnh lệnh quân sư, cho Thác Bát Lộc đi qua, không bao lâu sau, quả gặp quân Thương Liêu còn lại 4.000 bộ binh một trận hỗn loạn đuổi theo Thác Bát Lộc. Quân ta tuy chỉ có 5.000 người, nhưng do tập kích bất ngờ, thành công tiêu diệt hơn 1.000 quân địch, còn lại hơn 2.000 liền khí giới đầu hàng. Quân sư một chiêu này thật sự rất khéo, thời cơ cũng tính rất chuẩn, liệu sự như thần như thế, thật là từ cổ kim đến nay là người duy nhất. Cẩn Hiên sau khi nghe xong, không chút nào keo kiệt tán dương. Trong lòng đối với Ngạo Quân đã gây cho hắn liên tiếp kinh hỉ này lại khiếp sợ thật sâu. Vương gia quá khen. Ngạo Quân thản nhiên nói. Kỳ thật nàng chẳng qua chỉ dùng tôn tử của tiên hiền cổ đại vận dụng địa hình trong chiến lược mà thôi, nhiều nhất cũng cùng thực tế mà kết hợp, hơn nữa cộng với tâm lý học của thế kỷ 21. Quân sư quá mức khiêm nhường, vương gia nói không sai, trận này lấy ít thắng nhiều thắng quả thật là rất đẹp, nói Mạc quân sư là thiên hạ đệ nhất quân sư cũng không đủ a. Triệu tướng quân tiếp lời Cẩn Hiên nói. Trong mắt ý kính nể không hề giữ lại truyền ra. Đúng vậy, thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư. Triệu Chi Dương đột nhiên đứng lên, hướng về phía toàn doanh tướng sĩ hô lớn. Một tiếng kêu này, lập tức được toàn doanh tướng sĩ đáp lại, thiên hạ đệ nhất quân sư, thiên hạ đệ nhất quân sư, trừ bỏ Cẩn Hiên, Ngạo Quân, Nguyệt Oánh, tất cả mọi người đều đứng lên, tay cầm trung đao hoặc trường mâu giơ lên cao hô to, thiên hạ đệ nhất quân sư. Thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử, từ nay về sau được sinh ra. Sau một chiến dịch, có thắng tất có bại, thắng thì bãi yến thánh công, bại thì như thế nào? Là mây đen sương mù sao? Hay là lửa giận tận trời? Trong doanh trướng chủ soái Thương Liêu, không nghĩ giống như đang trong mây đen sương mù, cũng không có lửa giận tận trời. Gia Luật Ưng ngồi ở trên chủ vị, trên mặt vẫn lộ vẻ cười tà mị như cũ, ngay cả đôi mắt màu đỏ cũng chớp động ý cười quỷ dị, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hắc Y Nhân quỳ gối phía trước. Thật lâu sau, lâu đến Hắc Y Nhân nghĩ đến chủ tử sẽ cho hắn cả đời quỳ gối như vậy, Gia Luật Ưng thế này mới lấy tiếng nói dày đặc mị hoặc lòng người của hắn nói, thiên hạ đệ nhất quân sư, cáp, thiên hạ đệ nhất quân sư, trong mắt kia như nhìn thấy con mồi làm cho ánh mắt càng sâu. Minh, ngươi đi về trước, việc này bản thái tử đã có chủ trương. Gia Luật Ưng vẫn như cũ bảo trì nguyên lai tư thế, khoát tay nói. Dạ. Thân ảnh màu đen lập tức biến mất ở nội trướng. Xem ra Mạc Quân này rất lợi hại. Ngữ khí trào phúng coi sự việc như không có gì. Là lợi hại, như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Xích. Gia Luật Ưng vẫn như cũ cười tà nhìn về phía người đang ngồi ở trước mặt hắn, người mang theo mặt nạ sắt. Ha ha. Là có ý tứ. Bất quá thái tử ngài không cần lo lắng, hôm nay tổn thất 5 vạn nhân mã sợ mới chỉ là bắt đầu. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thiết Mặc Nhân thản nhiên giơ lên một nụ cười tự cao tự đại tự tin, tự hồ Âu Dương Cẩn Hiên cùng Mạc Quân trong mắt hắn chỉ là một cái tiểu sửu nhảy nhót, cấp hắn ngắm cảnh, người thắng cuối cùng vẫn như cũ là hắn. 5 vạn nhân mã a. Đó là dũng sĩ Thương Liêu ta a. Còn có Thác Bạt Lộc, đó là viên mãnh tướng duy nhất dưới trướng của bản thái tử, nhưng lại bị Mạc Quân lấy 1 vạn nhân mã liền thoải mái như thế mà diệt. Ha ha. Bản thái tử xuất chiến tới nay, còn chưa gặp qua loại sự tình này. Hoặc là nói khó nghe là chưa bao giờ gặp qua. Không thể tưởng được hôm nay bản thái tử lại hân hạnh có cơ hội đó. Hảo, khá lắm Mạc Quân, khá lắm thiên hạ đệ nhất quân sư. Gia Luật Ưng cười tà mị rốt cục có điểm buông lỏng, trong mắt rất nhanh hiện lên một tia bi thống. Hắn mặc dù âm ngoan độc lạc, lãnh khốc vô tình, nhưng đối với những tùy tùng trung thành với hắn, cùng hắn vào sinh ra tử, hắn vẫn đối xử thiệt tình với bọn họ, thậm chí cảm thấy bọn họ so với thân huynh đệ còn thân hơn, bằng không bọn họ cũng sẽ không ủng hộ hắn như thế. Ở trong mắt bọn họ hắn chính là thần. Lần chiến dịch này, thật sự hắn cảm thấy có điểm đau lòng. Thái tử đau lòng, ha ha. Vậy phải chuẩn bị như thế nào để báo hận này? Thiết Mặc Nhân vẫn như cũ bày ra bộ dáng không sao cả, vừa nãy trong đôi mắt Gia Luật Ưng kia rất nhanh hiện lên bi thống, vẫn là bị hắn bắt giữ, ha ha. Sự tình càng ngày càng có ý tứ, Gia Luật Ưng a Gia Luật Ưng, ngươi còn chưa đủ vô tình. Đắm chìm một hồi trong chiến dịch do Mạc Quân vận trù, Gia Luật Ưng cũng không chú ý tới Thiết Mặc Nhân trong mắt đầy vẻ thú vị, nghe được ý tứ trong lời nói của Thiết Mặc Nhân, Gia Luật Ưng nháy mắt lại khôi phục bộ dáng thư thả, cười tà mị nhìn Thiết Mặc Nhân nói, ha ha. Hai quốc giao chiến lâu như vậy, cũng chưa chân chính cùng giao thủ với Âu Dương Cẩn Hiên, hiện tại đã đến lúc, xích, ngươi cảm thấy sao? Thiết Mặc Nhân tay hơi xoay xoay, nhún nhún vai nói, ta không sao cả a. Thái tử muốn khi nào động thủ thì khi đó động thủ, bất quá, thái tử nhanh như vậy đã không muốn chơi nữa sao? Xem ra thánh môn chủ đối với chính mình rất tin tưởng a. Nhưng ngươi đừng quên, một Âu Dương Cẩn Hiên đã khó đối phó, hiện tại lại có thêm một thiên hạ đệ nhất quân sư, muốn đánh thắng trận thật không dễ dàng như vậy. Gia Luật Ưng nhướng mi một chút nói. Đối với bộ dáng xích bây giờ thật quá mức tự tin, nói thật hắn thật sự rất chán ghét, trải qua chiến dịch lần này, hắn vẫn muốn nhìn qua Mạc Quân này, Mạc Quân không phải như hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã bại Âu Dương Cẩn Hiên là giấc mộng từ nhỏ của hắn, bởi vậy hắn mới tìm đến xích, tin tưởng lấy năng lực hai người bọn họ, Âu Dương Cẩn Hiên tuyệt đối trở thành thủ hạ bại tướng của hắn. Nhưng hắn không thể tưởng được, Âu Dương Cẩn Hiên so với trong tưởng tượng của hắn càng khó đối phó hơn, mới có thể làm cho hắn trong một trận ở Lạc Vân Thành bị thảm bại như vậy. Hận mới lại thêm hận cũ, vốn tưởng rằng hiện tại xích đã trở lại, hai người liên thủ, nhất định có thể một trận liền hoàn toàn đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, không thể tưởng được nửa đường lại xuất hiện một Mạc Quân, người được xưng là thiên hạ đệ nhất quân sư, kia đến bây giờ hắn vẫn chưa nắm được điểm mấu chốt thật là sâu không lường được. Bản môn chủ đối với chính mình xưa nay đều rất tin tưởng, nhưng thật ra đường đường Vệ Diễm Tà Quân, ngay cả chiến thần còn không sợ, sao lại sợ một Mạc Quân nho nhỏ kia? Thiết Mặc Nhân cuồng vọng tà nghệ Gia Luật Ưng nói. Sợ? Ha ha. Xích, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu biết về bản thái tử, chưa từng có người dám nói chuyện với bản thái tử như vậy, cho dù ngươi ta là minh hữu. Gia Luật Ưng hơi hơi khuynh về phía trước, ánh mắt màu đỏ nửa hơi hiếp lại, cười tà tà, thanh âm cực phú dụ hoặc nhẹ nhàng nói. Cho dù là Thiết Mặc Nhân tự phụ như vậy vẫn ở dưới áp lực khí phách vương giả kia của Gia Luật Ưng rung lên nhẹ nhẹ một chút, nhìn thấy kết quả vừa lòng, Gia Luật Ưng lại ngồi trở lại chỗ ngồi phía trên, tiếp tục dùng ngữ điệu thông thả nói, còn có trên đời này không có cái gì có thể làm cho bản thái tử sợ, trừ bỏ Âu Dương Cẩn Hiên, bản thái tử cũng không cho rằng có ai có thể làm đối thủ của ta, bao gồm thiên hạ đệ nhất quân sư. Hắn mặc dù không nắm rõ điểm mấu chốt của Mạc Quân, nhưng hắn cũng không tin trí tuệ của y có thể vượt qua hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên, hội nói như vậy, chính là đối với con mồi kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú mà thôi. Ha ha, Vệ Diễm Tà Quân, không hổ là Vệ Diễm Tà Quân, xem ra là lỗi của bổn tọa không nên đối với thái tử có ý tứ vô lễ, chính là cảm thấy thái tử tựa hồ có nhiều điểm lo âu mà thôi. Thiết Mặc Nhân bộ dáng cười ha ha, mặc dù một chút cũng nhìn không ra là đang nhận sai, nhưng rõ ràng khẩu khí không còn cuồng vọng như vừa rồi. Trong lòng vẫn là đang hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải thời cơ còn chưa tới, hắn cần gì phải ở trong này xem sắc mặt Gia Luật Ưng. Đều do hai lão nhân chết tiệt kia, bằng không, đừng nói là Gia Luật Ưng, Âu Dương Cẩn Hiên, chính là toàn bộ thiên hạ cũng không ai dám nói với hắn từ không, hắn hiện tại đã thống trị khắp thiên hạ. Lo âu. Ha ha. Hy vọng là vậy. Bản thái tử cũng không nắm chắc, mà trận này lại có sự tình quan trọng như vậy. Về phần Mạc Quân, hừ, đến cuối cùng, ai là chủ tử của thiên hạ đệ nhất quân sư kia còn chưa nói được a. Mạc Quân là con mồi mà hắn khó có được cảm giác hứng thú như vậy, hắn sẽ không dễ dàng buông tay, huống chi, hiện tại Âu Dương Cẩn Hiên đã thật sự tín nhiệm y, người có thể làm cho Âu Dương Cẩn Hiên khâm phục như thế hắn lại càng không bỏ qua. Đây là kết quả mà hắn cùng Âu Dương Cẩn Hiên trong một hồi ám chiến, mà chiến lợi phẩm chính là thiên hạ đệ nhất quân sư này, ai kêu y làm cho Âu Dương Cẩn Hiên xem trọng làm chi. Thái tử là muốn, Thiết Mặc Nhân cố ý kéo dài giọng nói, đúng ở chỗ kia không nói, bởi vì trong lòng lẫn nhau đều biết rõ ràng. Đúng vậy. Xích, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Đây chính là từ lúc ngươi ta kết minh tới nay, lần đầu tiên hợp tác đánh chiến. Gia Luật Ưng có thâm ý khác cười nói. Ha ha. Bổn tọa đã sớm chờ mong, tùy thời mà xuất chiến. Đến lúc đó cho dù Âu Dương Cẩn Hiên, binh pháp Mạc Quân, mưu lược cao tới đâu, chung quy bổn tọa bất quá. Ha ha, Thiết Mặc Nhân cuồng vọng cười lớn, che giấu dưới lớp mặt nạ mặt có vẻ tàn khốc thị huyết như vậy, giống như lúc này hắn đã đứng ở đỉnh thắng lợi, nhìn xuống người bị lòng bàn chân hắn giẫm nát. Hảo, Âu Dương Cẩn Hiên, bản thái tử lúc này đây sẽ đòi lại tất cả những gì ngươi thiếu của ta. Gia Luật Ưng một chưởng đánh về phía bàn thư phía trước, giống như đó chính là Âu Dương Cẩn Hiên. Tuy bàn thư được làm từ gỗ hương một tốt nhất cũng không chịu nổi hắn một chưởng nhẹ nhàng như vậy, lập tức tan xương nát thịt. Bổn tọa chúc thái tử sớm ngày đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, đến lúc đó với kiến thức của Mạc Quân so với thái tử cơ trí, anh minh, nhất định hiểu được người nào mới là minh quân, hắn nên phụ tá. Thiết Mặc Nhân lá mặt lá trái nói. Võ công Gia Luật Ưng xem ra lại tinh tiến không ít, hơn nữa Hỏa Vân kiếm pháp của hắn quỷ thần khó lường, võ công cũng không dưới hắn, là người cực độ nguy hiểm, xem ra hắn càng thêm cẩn thận mới được. Ha ha. Xích, đến lúc đó bản thái tử sẽ không quên đáp ứng chuyện của ngươi. Muốn đánh bại Âu Dương Cẩn Hiên, thiếu ngươi không thể được a. Gia Luật Ưng tuy rằng cười lớn, nhìn như thực sung sướng, nhưng có ai có thể nhìn ra được nội tâm hắn đến tột cùng là hỉ hay là bi. Hảo, chúng ta liền chuẩn bị cho Âu Dương Cẩn Hiên một lễ vật thật to, cái gọi là lễ thượng vãn lai, mà hắn đáp lễ chính là. Thiết Mặc Nhân lại ngừng một chút. Gia Luật Ưng cười tà nói tiếp, là 10 vạn đại quân Long Hiên, còn có những gì Âu Dương Cẩn Hiên hắn có được, thậm chí là toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều. Ha ha. Ha ha. Thanh âm mang theo âm mưu cuồng tiếu rất nặng ở trong quân doanh Thương Liêu bồi hồi thật lâu, chỉ là, bọn họ tự cho là thắng lợi thật sự có thể như ý nguyện sao. Lần trước đưa lễ vật cho Cẩn Hiên làm cho hắn được thiên hạ đệ nhất quân sư, mà lễ vật lần này thì sao? Chương 24, tâm sự dưới ánh trăng. Đêm lạnh như nước, hơn nữa tại biên giới Thương Liêu rét lạnh này, người vốn dĩ sợ lạnh nhất hiện tại lại ngồi ở trên sườn núi, ngẩng đầu nhìn lên trời, đối với ánh trăng sáng tỏ trở nên si ngốc. Ánh trăng chiếu vào trên người nàng, càng làm cho nàng vốn đã nghiêng nước nghiêng thành trên mặt càng thêm một tầng mỹ thần bí, cả người thoạt nhìn như hư ảo, tựa hồ sắp biến mất. Làm cho Cẩn Hiên đang ở xa xa nhận thấy như vậy bất giác trong lòng căng thẳng, chân lại không chịu được khống chế đi về phía nàng. Ai, dưới ánh trăng Ngạo Quân đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, này thật sự là trăm năm khó gặp a. Hướng đến kẻ đối với loại sự tình gì bất luận như thế nào đều chỉ có một bộ, sự việc không liên quan đến ta, tự cao tự đại. Nếu theo lời Tuyết nói về Lăng Ngạo Quân, nàng chính là không có lương tâm nhưng lại ở đây ngắm trăng mà thở dài. Nếu bị Tuyết biết, nàng nhất định lập tức nhìn Ngạo Quân giống như nhìn người ngoài hành tinh, sau đó tuyệt đối sẽ hỏi một câu, ngươi có phải phát sốt không? Ngẫm lại Ngạo Quân bất giác ha ha cười rộ lên. Tử đầu vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Dưới ánh trăng sáng Ngạo Quân thản nhiên truyền ra những câu thơ đầy cô đơn, trơ trọi, một trận gió lạnh thổi qua, làm cho nàng bất giác buộc chặt cánh tay. Áo choàng ngay sau đó liền phi đến trên người nàng, cảm giác được trên người ấm áp, Ngạo Quân không quay đầu lại, chính là cười cười nói, Oánh Nhi, đã trễ thế này tại sao còn chưa ngủ a? Tay cầm áo choàng ngừng một chút, Ngạo Quân cũng không để ý. Người ở phía sau nửa ngày cũng không phản ứng, Nguyệt Bánh khi nào thì trở nên trầm lặng như vậy. Ngạo Quân nghi hoặc quay đầu, lại ngoài ý muốn chống lại một đôi ngươi đen thâm thúy, thâm trầm, rất nhanh hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá Ngạo Quân vẫn rất nhanh lấy lại bình tĩnh, quay đầu lại, nhìn ánh trăng trên trời, thản nhiên nói, Vương gia, là ngươi a? Lạnh lùng của Ngạo Quân làm cho hắn có điểm bị thương, không phải đã muốn hòa hảo rồi sao? Như thế nào còn lạnh nhạt với hắn như thế? Là tính cách của y không cho phép. Không đúng, y đối với Mạc Nguyệt Bánh cùng Ngụy Tử Tề cũng sẽ không như vậy, cho dù là với Triệu Chi Dương, cũng hảo hơn so với hắn, xem ra y còn chưa tha thứ cho sự hoài nghi của hắn, không tín nhiệm của hắn. Trầm mặc, trừ bỏ trầm mặc vẫn là trầm mặc, Ngạo Quân cũng không để ý tới người đứng bên cạnh đường đường là vương gia, vẫn như cũ, ngắm trăng, mà Cẩn Hiên lại mang theo ánh mắt phức tạp nhìn Trích Tiên trước mắt đang đắm chìm dưới ánh trăng. Thực xin lỗi. Rốt cuộc, vẫn là Cẩn Hiên đánh phá trầm mặc, xem ra vẫn là Ngạo Quân công phu hơn một chút. Cái gì? Ngạo Quân đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhà liền bị ba chữ này chấn động kéo lại suy nghĩ, vẻ mặt là ta nghe lầm, cũng là ngươi nói sai rồi, biểu tình ở dưới ánh trăng có vẻ càng thêm mê người. Thực xin lỗi. Cẩn Hiên lại một lần nữa lặp lại, biểu tình thành khẩn mãnh liệt truyền đạt, ngươi không có nghe lầm, ta cũng chưa nói sai. Ách! Vương gia vì sao lại giải thích với Mạc Quân? Ngạo Quân cảm thấy lẫn lộn hỏi. Trong lòng càng thêm khẳng định một ý tưởng, nam nhân này có bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ. Có phải bị Tuyết vứt bỏ đã kích quá lớn hay không, biến hắn thành thần kinh không bình thường. Bằng không để làm chi trong lúc nàng hảo hảo ngắm trăng, đột nhiên lấy áo choàng cho nàng, còn kỳ lạ nói thực xin lỗi với nàng mặc dù không phải người Long Hiên Hoàng Triều, nhưng cũng biết ở cổ đại, đừng nói giống như hắn là một vương gia tay cầm trọng binh, chính là tùy tiện một hoàng thất nào đó chỉ sợ cũng không có người nào nhận được ba chữ này. Nhưng hắn lại nói với nàng đến hai lần gia, này không phải có bệnh là cái gì. Lúc trước là ta không phân tốt xấu liền hoài nghi quân sư. Thực hiển nhiên, Cẩn Hiên cũng không biết giờ phút hắn giải thích, đối tượng này đang suy nghĩ cái gì, bằng không, phỏng chừng không phải Ngạo Quân bị cắt đứt cổ, chính là Cẩn Hiên bị tức chết. Về phần này, Mạc Quân đã nói qua, ta không trách bọn ngươi. Ngạo Quân bình thản vô ba trả lời. Nội tâm lại buồn bực đến chết, nguyên lai là vì chuyện này a. Người này như thế nào so với lão bà còn muốn dông dài hơn, đã nói với bọn họ trăm ngàn lần, tha thứ, tha thứ, tha thứ. Hắn rốt cuộc có mang theo lỗ tai hay không? Thật sự tha thứ? Hỏi lại một lần. Trời ạ! Hắn đường đường là một vương gia mặt lạnh, nhưng lại vì một quân sư có tha thứ cho hắn hay không, tại đây tâm lại bất an không yên nói, sợ y không phải thiệt tình tha thứ hắn không phải bị bệnh rồi sao? Thật sự! Gật đầu thật mạnh, khẩu khí tựa hồ có điểm nghiến răng nghiến lợi. Hỏi lại một lần, nếu hắn hỏi lại một lần, nàng nhất định dùng triệt quyền đạo của nàng mà hảo hảo tiếp đón hắn, không quản là hắn võ công cao cường. Nếu quân sư đã không hề trách bổn vương, kia vì sao đối với bổn vương lãnh đạm như thế? Cẩn Hiên đi đến bên người nàng tọa hạ hỏi. Nếu không phải trách hắn, thì sao lại chán ghét hắn? Hắn thật sự để ý thái độ y đối với hắn, cảm giác này tương tự như lúc trước để ý Vũ Tình đối với hắn ra sao? Lãnh đạm. Có sao? Ngạo Quân nghi hoặc hỏi lại. Như thế nào nghe lời nói của hắn, làm nàng tự giác nghĩ đến một trượng phu hội chất vấn lão bà vì cái gì vắng vẻ hắn. Vẫy vẫy đầu, như thế nào hội nghĩ như vậy? Không có sao. Vừa nãy nhìn thấy bổn vương xuất hiện không phải rất lãnh đạm sao? Cũng không để ý tới bổn vương. Cẩn Hiên như trước lên án nói. Vương gia hiểu lầm, Mạc Quân trời sanh tính đã như thế, cũng không phải nhằm vào vương gia. Ngạo Quân xúc động có điểm muốn nhu nhu huyệt thái dương, đây là Cẩn vương gia mà Vũ Tình nói trầm mặc ít lời, hỉ giận không hiện ra mặt sao? Trời sanh tính như thế. Bằng không đi. Lúc quân sư gặp Mạc cô nương, không phải thực vui vẻ sao? Cẩn Hiên ngữ khí có điểm là lạ nói. Lời vừa ra khỏi miệng, Cẩn Hiên liền thấy không ổn, ngữ khí này như thế nào nghe như có hương vị ê ẩm. Nhưng chính là hắn khó chịu Mạc Quân đối đãi Mạc Nguyệt Bánh so với hắn hảo hơn, đừng tưởng rằng vừa nãy y không xoay người, hắn sẽ không biết y đang cười, vừa quay đầu lại nhìn thấy người đến là hắn, lại lập tức lãnh nghiêm mặt, đãi ngộ cần khác biệt lớn như vậy không? Oánh Nhi là muội muội Mạc Quân, nhìn muội muội của mình, vui vẻ có gì không đúng? Ngạo Quân càng ngày càng mê hoặc nói. Này lại cùng Oánh Nhi có quan hệ gì, người này như thế nào dùng ngữ khí có chút là lạ nói chuyện, nàng cũng không hiểu được hắn rốt cuộc đang nói cái gì. Ha ha, không có gì không đúng, bổn vương chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Cẩn Hiên cười cho qua. Y nói đúng, đó là muội muội của y, hắn khó chịu vì cái gì? Ngạo Quân nhìn Cẩn Hiên kia đang pha trò càng thêm không rõ nam nhân này rốt cuộc muốn biểu đạt ý tứ gì. Không biết cũng đừng quản, đây là nguyên tắc Lăng Ngạo Quân luôn luôn xử sự, trừ phi tất yếu, nếu không nàng quyết không như cục cưng tò mò kia truy hỏi kỹ càng sự việc. Thấy Ngạo Quân lại trầm mặt ngẩng đầu nhìn lên trời, Cẩn Hiên cũng học theo bộ dáng của nàng, nhìn ánh trăng trên trời. Trăng như vậy, thật sự thực dễ dàng làm cho người ta nhớ tới chuyện cũ, Vũ Tình, nữ tử đầu tiên làm cho hắn động tâm, hiện tại hẳn là sắp sinh rồi. Thật không biết thai nhi trong bụng có giống nàng tốt như vậy hay không. Chuyện cũ một màn nảy lên trong lòng, có ngọt ngào, có chua xót. Nhưng vô luận là điểm nào, đều là Vũ Tình gây cho hắn. Trên trời sao tựa hồ rất nhiều. Lời nói giống như hỏi lại giống như tự nói nhẹ nhàng mà giật ra từ miệng Ngạo Quân, thanh âm tuy nhỏ lại đủ để đánh vỡ trầm mặc của hai người trong lúc đó. Ngôi sao? Lời nói của Ngạo Quân làm Cẩn Hiên đang trong hồi tưởng bị kéo về hiện tại, nhìn về phía bầu trời đầy sao, không rõ y nói những lời này là có ý gì. Đúng vậy. Có người nói, người sau khi mất đi sẽ biến thành ngôi sao, ở trên trời nhìn chúng ta. Ngạo Quân đột nhiên có chút thương cảm nói. Nghe được Ngạo Quân nói như vậy, Cẩn Hiên quay đầu lại, nhìn Ngạo Quân hỏi, quân sư ở đây vì các huynh đệ tử trận hôm nay cảm thấy khổ sở sao? Ngạo Quân không có trực tiếp trả lời, chính là từ từ thở dài nói, chiến tranh thật sự thực tàn khốc, bất luận là binh lính Long Hiên hay binh lính Thương Liêu, bọn họ đều có người nhà chờ bọn họ trở về. Nhưng từ hôm nay trở đi, bọn họ trở về không được. Ha ha, đáng thương vạn dặm quan ải nói, hàng năm chiến cốt nhiều thu thảo ra. Đáng thương vạn dặm quan ải nói, hàng năm chiến cốt nhiều thu thảo. Từ xưa có quốc gia là có chiến tranh, đây là điều không thể tránh, quân sư không cần thương cảm như thế. Cẩn Hiên an ủi nói, hắn không muốn nhìn y thương cảm như thế. Kỳ thật hắn cũng chán ghét chiến tranh, nhưng không có biện pháp, ta không đáng nhân, nhân lại phạm ta, vì Long Hiên Hoàng Triều, hắn không thể không mặc giáp thượng chiến, vì bảo hộ càng nhiều người vô tội. Nhưng hắn không thể tưởng được nhìn y lạnh lùng vô tình như thế lại có một tâm địa thiện lương, là một người từ bi như thế. Y binh pháp mưu lược hơn người, điểm ấy hắn sớm đã lĩnh giáo rồi, nhưng chỉ dùng một câu thơ ngắn ngủn đã đem chiến tranh tàn khốc miêu tả rõ ràng như thế, tài hoa tự nhiên cũng không nhiều lời, nhất định có thể trở thành trạng nguyên đương triều. Y còn có bao nhiêu tài năng hắn không biết, y còn chuẩn bị mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ, nhiều kinh ngạc. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, điều này sao có thể làm cho ta dường như không có việc gì. Nàng tự nhận không phải là người thiện lương gì, nhưng hơn 2 vạn người, liền vì một mưu kế của nàng mà ly khai nhân thế, điều này làm cho nàng vốn thừa hưởng nền giáo dục của thế kỷ 21 vẫn khó có thể chấp nhận. Mạc quân sư, nhân từ với địch nhân chính là tàn nhẫn với chính mình, đồng tình địch nhân, không đành lòng, ở trên chiến trường là điều tối kỵ. Cẩn Hiên đột nhiên nghiêm mặt nói, thân là một quân sư, một chủ soái, nếu ở thời điểm quyết chiến tâm không đành lòng, chết không chỉ có mình, còn có nhiều huynh đệ vào sinh ra tử, có lẽ hắn lãnh khốc vô tình chính là luyện được ở trên chiến trường như vậy. Ha ha, điểm ấy, ta hiểu được, ngươi cũng yên tâm, người không đánh ta, ta không đánh người, một khi giao chiến, ta sẽ không nhân từ nương tay. Ngừng một chút, lại kiên định nói, ta sẽ không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng, bất luận kẻ nào. Cho dù muốn lấy mạng của nàng cũng không cho bất luận kẻ nào xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều, không cho Tuyết trở thành hoàng hậu mất nước, không cho nàng bị thương. Nàng là người rất trọng yếu của quân sư sao? Cẩn Hiên giống như đang hỏi Ngạo Quân, lại giống như đang tự hỏi mình. Vâng, trọng yếu, rất trọng yếu, nàng là người tối trọng yếu đối với ta trên thế giới này. Cũng là người đối với ngươi rất trọng yếu, Ngạo Quân trong lòng bổ sung nói. Là Mạc cô nương sao? Trong lòng ê ẩm. Nàng đối với ta cũng rất trọng yếu, nhưng không phải nàng. Một khi nghĩ tới Tuyết, Ngạo Quân đôi mắt bình tĩnh nổi lên ánh sáng nhu hòa, thời gian vui vẻ lúc còn thơ ấu dần dần hiện lên. Kia, trong mắt y chưa bao giờ thấy qua ánh sáng nhu hòa như thế làm cho hắn cảm thấy thập phần chói mắt, cũng làm cho hắn tỉnh táo lại, cho dù y là quân sư của hắn cũng không có tư cách hỏi y vấn đề tư nhân ai là người tối trọng yếu. Ngược lại dùng ngữ khí thoải mái để che giấu nội tâm chua xót của mình, nói vậy người nọ là hồng nhan tri kỷ của quân sư. Ngạo Quân cười mà không đáp, lại làm cho Cẩn Hiên nghĩ đến y đang cam chịu, trong lòng càng khó chịu, nhưng ngữ khí cũng càng trêu tức, Mạc quân sư biết lúc trước ngươi cấp bổn vương ấn tượng như thế nào không? Chương 25, thổ lộ tình cảm. Thấy Ngạo Quân nhìn hắn, Cẩn Hiên gợi cười lên nói, lạnh lùng, vô tình, phụ lòng. Phụ lòng. Ngạo Quân không có phản ứng gì, nhưng khi nghe đến từ này thì hơi hơi nhíu mi một chút, lạnh lùng, vô tình. Tuyết thường xuyên nói với nàng sớm thấy nhưng không thể trách, nhưng từ phụ lòng này ở đâu mà đến, nàng còn chưa biết luyến ái gia. Mạc quân sư mau quên quá. Lúc trước ngươi vô tình như thế vứt bỏ người kêu là Mạc Tình cô nương, tựa hồ là vì thích thượng cô nương khác, sau khi Mạc Gia Thôn bị giết, Mạc Tình chết, ngươi không chỉ không thương tâm, còn cùng Nguyệt Bánh cô nương hy diễn ngoạn nháo, tựa hồ hoàn toàn đã quên Mạc Tình. Ngươi nói, này không phải phụ lòng là cái gì? Cẩn Hiên lớn tiếng ép hỏi nói, có điểm như muội tử là nhà mình bị lừa, sau đó đi chất vấn phụ lòng Lan. A, như thế nào lại là chuyện này? Vương gia, Ngạo Quân lúc này thật sự nâng tay lên nhu nhu huyệt thái dương, chuyện này, hắn như thế nào còn nhớ rõ a? Hơn nữa còn lớn tiếng nói vào lỗ tai nàng, muốn giải thích cũng không giải thích rõ được. Chính là Ngạo Quân còn chưa nói xong, Cẩn Hiên sửa lại lãnh nhan tàn khốc lúc nãy, ngược lại mang theo ngữ có thâm ý cười nói, bất quá trải qua cuộc trò chuyện với nhau tối nay, bổn vương biết, lúc trước mọi điều ta nhìn nhận quân sư đều là sai. Quân sư mặc dù mặt ngoài lạnh lùng vô tình, nhưng thực tế là ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải phụ lòng nhân, chỉ là do thói quen che giấu cảm tình chân thật của mình mà thôi. Ngạo Quân có điểm kinh ngạc những đánh giá của Âu Dương Cẩn Hiên đối với nàng, hắn nói rất giống Tuyết, nàng cùng hắn tiếp xúc rất ít, trừ bỏ hiện tại, cơ hồ bọn họ không hảo hảo mà nói chuyện nhiều, hắn lại có thể hiểu nàng như thế. Nhưng Ngạo Quân còn chưa kinh ngạc xong, câu tiếp theo của hắn lại làm cho nàng thiếu chút nữa hộc máu, kỳ thật quân sư chính là đa tình, hoa tâm mà thôi. Đa tình, hoa tâm. Nàng khi nào thì biến thành hoa hoa công tử? Nàng chưa từng đi trêu ghẹo bất luận kẻ nào a. Âu Dương Cẩn Hiên chết tiệt đã vậy còn dám nói quá cho nàng, hảo, vậy đừng trách nàng. Vương gia, muốn biết Mạc Quân đối với vương gia ấn tượng ra sao không? Ngạo Quân cười xấu xa hỏi. Muốn. Cẩn Hiên không cần nghĩ ngợi liền thốt ra, xem nụ cười của y chỉ biết là có âm mưu, nhưng nội tâm hắn thật sự rất muốn biết, ở trong lòng y hắn là người như thế nào. Ngạo Quân thanh thanh yết hầu, vẻ mặt lãnh nghiêm nói, vương gia tuấn giật bất phàm, tài trí hơn người, anh minh cơ trí, võ công trác tuyệt, là một địch thủ khó gặp trong thiên hạ, trì quân có cách, thưởng phạt phân minh, binh pháp mưu lược không gì không giỏi không gì không biết, là rừng cột nước nhà, là trượng phu tối lý tưởng trong mộng của ngàn vạn cô gái trong thiên hạ, là đối tượng anh hùng thiên hạ sùng bái, là vạn dân mẫu, nhịn xuống, không thể cười, bất quá nghẹn hảo vất vả a. Cẩn Hiên nghe những lời xu nịnh này không biết đã nghe bao nhiêu lần, hơn nữa điều hắn khinh thường nhất là người nói với hắn những lời này. Nhưng hiện tại từ trong miệng Mạc Quân nói ra, hắn lại cảm thấy vui vẻ dị thường, giống như đang nghe những thanh âm hay nhất trên đời này, ca ngợi của y làm cho hắn có điểm lâng lâng. Nhưng Ngạo Quân lời nói còn chưa xong a. Những lời kế tiếp làm cho Cẩn Hiên hắn đang ở trên mây thẳng tắp bị đạp thẳng xuống đất, chỉ thấy Ngạo Quân mặt vẫn như cũ không thay đổi nói, những lời này là trước khi Mạc Quân biết vương gia nghe được người ta nói như vậy. Cẩn Hiên khóe miệng bắt đầu run rẩy, Ngạo Quân không ngừng cố gắng kìm nén, nhưng sau khi gặp vương gia mới phát hiện nguyên lai không phải như vậy. Đó là như thế nào? Cẩn Hiên lăng lăng hỏi, hướng đến Cẩn vương gia cơ trí như thế nào biết rõ có cạm bẫy, còn ngây ngốc nhảy xuống. Khụ khụ. Vương gia cả ngày một bộ mặt người chết, thích lấy ánh mắt dọa người, nhàm chán xuyên thấu, dông dài hơn người, giống như lão nhân, thích tìm phiền toái, nói toàn những lời kỳ lạ khó hiểu, nói oan cho người khác, thích ngậm máu phun người, cả ngày không mang theo lỗ tai, động một chút liền phát giận, kỹ mình có điểm võ công liền khi dễ người, còn cầm quyền thế áp người, bổn đắc tượng trư. Ngạo Quân nói mãi không dứt, tất nhiên sẽ không chú ý tới người nào đó mặt càng ngày càng đen. Nàng là đang nói tới Cẩn vương gia sao? Mạc Quân sư còn có sao? Cẩn Hiên một chữ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn trong lòng y chính là người như vậy sao? Hắn đường đường là một Cẩn vương gia là người như vậy sao? Cho tới bây giờ hắn trầm mặc ít lời nhưng lại bị nói thành lão nhân dông dài, hắn già như vậy sao? Chẳng phải hắn luôn bình tĩnh nhưng khi vừa nhìn thấy y thì lại rối như tơ vò sao? Còn nói hắn giống trư. Không sai biệt lắm. Ngạo Quân giống như còn thật sự lo lắng một chút, lẩm bẩm nói, đột nhiên lại giống như nhớ tới cái gì, bổ sung nói, a, đúng rồi, còn có chính là giống như một kẻ lỗ mãng, hay trêu đùa người khác. Tạm thời nghĩ đến đây thôi. giờ nghĩ ra tái nói cho ngươi. Mạc Quân. Một tiếng rống to vang tận mây xanh. Một tiếng này có thể so với sư tử hống. Ngạo Quân gãi gãi lỗ tai, vô tội nói, ta nghe được, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Đúng rồi, còn có, ta nghĩ ra rồi, vương gia ngươi thường thường còn thích trống to, hại lỗ tai hảo hảo của người khác rất nhanh bị điếc. Nàng quyết định không chú ý, mặc kệ hắn tức giận đến chết khiếp, hì hì, kỳ thật nàng đang cười đến ác liệt, xem ra nàng quả thật vẫn được di truyền gen chỉnh nhân ác liệt của Lăng gia, chính là trước kia chưa phát hiện ra mà thôi. Ngươi, Cẩn Hiên tức giận nói, ngươi, một tiếng sau cũng không nói nữa. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn hắn, chỉ thấy hắn từ tức giận chuyển sang cười, cười đến Ngạo Quân lông dựng đứng cả lên a. Mạc Quân sư, cảm ơn hảo ấn tượng của ngươi, bổn vương dù thế nào cũng phải cấp cái đáp lễ chứ. Không cần khách khí, là vương gia có hảo ấn tượng trước với Mạc Quân, Mạc Quân này chính là tạ lễ mà thôi, vương gia cũng không cần khách khí. Ngạo Quân rất lễ phép từ chối hậu lễ của Cẩn Hiên, tuy rằng nhìn thấy ánh mắt đáng sợ kia của Cẩn Hiên, chỉ biết lễ này tuyệt đối không nhẹ, nhưng Mao chủ tịch dạy ta làm người không thể có lòng tham, cho nên nàng quyết không thể nhận. Không được, quân sư tương trợ bổn vương như thế, bổn vương sao có thể keo kiệt như thế, nhận quà tặng này. Cẩn Hiên cười tà tà, một quyền nhanh như thiểm điện đánh tới Ngạo Quân. Ngạo Quân mỉm cười, vương gia lễ quá nặng. Ngay khi Cẩn Hiên tay muốn đánh đến, nàng rất nhanh chợt lóe, tránh thoát. Không nặng, quân sư vẫn là tiếp hảo. Cẩn Hiên cũng không để ý Ngạo Quân cự tuyệt một quyền kia, vừa nói một bên rất nhanh lại ra một quyền. Ngạo Quân lại một lần nữa linh hoạt né tránh, đồng thời cũng xuất thủ, vương gia đã hai lần tặng hậu lễ, Mạc Quân cũng không thể không đáp lại. Vương gia, thỉnh nhận. Khách khí, khách khí. Cẩn Hiên ngoài miệng nói xong, tay cũng không nhàn rỗi, tay trái chặn đến lễ của Ngạo Quân, tay phải lại xuất ra lễ thứ ba. Trong lúc hai người lễ đến ta trả, cũng không biết rốt cuộc đưa ra bao nhiêu lễ, chính là song phương một phần lễ cũng không chịu nhường. Cẩn Hiên biết Ngạo Quân tuy rằng thân thủ nhanh nhẹn, nhưng một chút nội lực cũng không có, bởi vậy cũng không dùng nội lực, hơn nữa sợ đã thương y, cũng không đem hết toàn lực ra. Kỳ thật hắn đã quá lo lắng, khi hai người lần đầu tiên gặp mặt, Ngạo Quân không có nội lực, nhưng hiện tại của Ngạo Quân nội lực có thể gần bằng hắn, hơn nữa một tháng qua, nàng cũng bắt đầu tu luyện Thiên Không Thần Công. Về phần bản Thiên Kiền Viêm Du Ký kia bên trong còn ghi chép các môn phái võ công khác, nàng cũng đã muốn nắm rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, nàng tích cực che giấu, không muốn cho người nào biết nàng có võ công, bằng không làm cho Thánh Xích kia tìm tới cửa, đến lúc đó nàng chỉ có phiền, tu luyện cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Cho nên nàng cũng chỉ dùng triệt quyền đạo, không thủ đạo đi tặng lễ mà thôi. Bất tri bất giác đã đến đêm khuya, ánh trăng cũng trốn đi, hai người tặng lễ cũng mệt mỏi dừng lại. Nhìn bộ dáng đối phương hơi thở phì phò, nhìn nhau, rất ăn ý cười ha hả. Nở nụ cười một chút, Cẩn Hiên giống như nghĩ đến cái gì đó, không thể tin ngơ ngác nhìn Ngạo Quân lúc này cười diễm như hoa đào, tiếng cười của y giống như tiên tử dưới ánh trăng, ở dưới ánh trăng, Cẩn Hiên không khỏi đưa quân sư của hắn cùng thân ảnh tiên tử dưới ánh trăng kia đánh dòng thành một, nụ cười của y là mỹ như vậy, chấn động lòng người như vậy, cùng nụ cười mỹ hoặc lòng người lúc trước rất bất đồng. Nụ cười kia sẽ làm cho người trong đầu trống rỗng, mà nụ cười này lại làm cho người ta thanh tĩnh cảm giác được vẻ đẹp của y, thanh tĩnh bị y hấp dẫn như vậy. Vương gia. Ngạo Quân phát giác Âu Dương Cẩn Hiên có điểm không thích hợp, không khỏi nghi hoặc ra tiếng hỏi. Gọi ta Cẩn Hiên. Phục hồi tinh thần lại, Cẩn Hiên mỉm cười nói. Lắc lắc đầu, vừa nãy nhất định là có quỷ trên thân hắn, như thế nào hội tưởng quân sư cùng tiên tử dưới ánh trăng là cùng một người. Tuy rằng y thật sự mỹ làm cho hắn tâm động, nhưng thanh tĩnh, nếu cho quân sư biết hắn đem y tưởng thành một nữ tử, chắc chắn sẽ giết hắn. Cẩn Hiên, hảo, ngươi cũng gọi ta Quân. Ngạo Quân cũng chân thành cười với Cẩn Hiên. Hai người lại nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng lẫn nhau hiểu được, một câu Cẩn Hiên, một câu Quân, rốt cuộc là cái gì? Quân, trở về đi. Lạnh. Cẩn Hiên cảm thấy trời càng ngày càng lạnh, đem áo choàng trên người Ngạo Quân kéo chặt một chút, nhẹ giọng nói. Ân, đi thôi. Nói xong dẫn đầu đứng lên, cùng Cẩn Hiên đi về hướng quân doanh. Lúc này ánh trăng ở trên cao thật xa, tỏa ra ánh sáng nhu hòa đem thân ảnh hai người trải ra thật dài, thoạt nhìn như chặt chẽ gắn bó cùng một chỗ, phảng phất ý muốn gắn bó cùng nhau vĩnh viễn mãi không buông tay. Trước doanh trướng Ngạo Quân, Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân nhìn nhau, hết thảy đều không nói, coi như bạn trai đưa bạn gái về nhà sau, hai người lưu luyến ngóng nhìn đối phương. Ngạo Quân lắc lắc đầu, ý nghĩ này sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện. Thấy Ngạo Quân không ngừng lắc đầu, Cẩn Hiên đánh vỡ trầm mặc nói, Quân, sao vậy? Không có gì, ngươi đi về trước đi. Ngạo Quân rất nhanh liền khống chế suy nghĩ miên man trong đầu, bình tĩnh nói. Tốt, sớm nghỉ ngơi một chút. Thấy Ngạo Quân gật đầu, Cẩn Hiên xoay người hướng doanh trướng mình mà đi. Thẳng đến Cẩn Hiên thân ảnh to lớn biến mất trong bóng đêm, Ngạo Quân mới thu hồi ánh mắt, kỳ thật nàng cũng không phải chán ghét hắn như vậy. Cẩn Hiên, đã lâu không có vui vẻ như hôm nay, cảm ơn ngươi. Kéo áo choàng trên người một chút, Ngạo Quân xoay người đi vào doanh trướng của mình, nội trướng một mảnh tối đen. Không đúng, nội trướng có người, nàng cảm giác được có một hơi thở khác tồn tại, hơn nữa hơi thở này có điểm nguy hiểm. Ngay khi Ngạo Quân muốn đốt đèn lên, một thanh âm quỷ mị dị thường ở nội trướng tối đen vang lên, Mạc Quân sư, đợi đã lâu. Chương 26, đi ăn máng khác. Ngay khi Ngạo Quân muốn đốt đèn lên, một thanh âm quỷ mị dị thường ở nội trướng tối đen vang lên, Mạc Quân sư, đợi đã lâu. Ở địa bàn của người khác lại nói với chủ nhà là đợi đã lâu, không khỏi rất bừa bãi a. Kỳ dị Ngạo Quân lúc này lại không sợ hãi, vẫn có thể suy nghĩ như vậy, ngay cả chính nàng cũng không khỏi không bội phục mình. Không để ý tới thanh âm này, Ngạo Quân tiếp tục thắp đèn, nháy mắt nội trướng tối đen loe loét xuất hiện mảng sáng, Ngạo Quân mới chậm rãi mở miệng nói, các hạ có việc gì sao? Vừa nói, một bên vừa xoay người lại. Người tới một thân cẩm y, ung dung thanh thản ngồi ở trên giường của nàng, đáng giận, dám ngồi ở trên giường nàng. Tầm mắt chậm rãi hướng lên trên, rốt cục thấy rõ bộ dạng tên kiêu ngạo này được tôn vinh như thế nào. Là xinh đẹp, là xinh đẹp, là tuấn mỹ. Ngạo Quân suy nghĩ một chút nhưng vẫn không biết nên dùng từ gì để hình dung nam tử trước mắt thoạt nhìn thực tà khí này, chỉ thấy hắn làn da trắng như tuyết, mi như mực họa, mặt như cánh hoa đào, tà mị yêu diễm, một đầu tóc dài màu đỏ nhạt tùy ý buông xõa, bên miệng lộ vẻ tà ác cười, còn đôi mắt hồng kia giống như đến từ địa ngục nhân gian, đợi chút. Ánh mắt màu đỏ. Ngươi là Gia Luật Ưng. Ngạo Quân khẳng định nói. Hắn chính là người đã diệt Mạc Gia Thôn Thái tử Thương Liêu Quốc Gia Luật Ưng, giờ phút này hắn xuất hiện tại đây là muốn làm gì? Ha ha! Không hổ là thiên hạ đệ nhất quân sư, đủ bình tĩnh, đủ thông minh. Gia Luật Ưng bừa bãi cười lớn, tuyệt không sợ bị người nghe thấy. Trong mắt hắn hiện rõ kinh diễm, tán thưởng không hề che giấu tất cả đều hiển lộ ra, đẹp quá a. Khuôn mặt hoàng mỹ trắng nõn trơn bóng, lông mi thật dài, lông mi dài nhỏ như ánh trăng sáng tỏ trong bầu trời đêm, một đôi mắt to đen láy như nước, trong suốt sáng ngời mà lại bình tĩnh làm cho người ta nhìn không thấu, có vẻ như sâu không lường được, lại làm cho người ta không tự giác hãm đi sâu vào, phía dưới cái mũi thẳng thắn, là đôi môi màu hồng tự nhiên, môi phấn nộn giống như cánh hoa hồng, làm cho không tự giác muốn nếm thử, ngũ quan xinh đẹp càng có vẻ nắm không được, cũng càng làm cho hắn muốn xem xét càng sâu, đây là người đã hại hắn tổn thất 5 vạn nhân mã, thiên hạ đệ nhất quân sư, quả thực mỹ giống như nữ nhân, không, là so với nữ nhân còn đẹp hơn. Cho dù đã quen nhìn các mỹ nữ nhưng hắn cũng không khỏi thất thần, đáng tiếc, người như vậy lại là nam nhân, nếu là nữ tử. Bất quá người đẹp như vậy càng tăng thêm dục vọng muốn chinh phục của hắn. Thái tử sẽ không rảnh rỗi đến nơi này của Mạc Quân để mà dạo chơi. Ngạo Quân một bộ có việc nói mau, không có việc gì thì cút đi, đứng trước bộ dáng tà nghệ của Gia Luật Ưng. Tự dưng xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều còn có chuyện Mạc Gia Thôn, nàng còn nhớ rõ. Nếu như nàng có ý muốn giết người, vừa nãy sau khi biết người trước mắt là hắn, liền một kiếm chém hắn. Mạc quân sư tựa hồ không thích nhìn thấy bản thái tử. Gia Luật Ưng cứ như vậy nằm ở trên giường Ngạo Quân, miễn cưỡng hỏi. Hảo hảo a. Không thể tin được Mạc Quân này lớn lên giống nữ tử như vậy, trên giường cũng thật thoải mái, có một cổ hương trúc thơm ngát thản nhiên, kia hẳn là của y lưu lại. Nói vậy trên người y cũng rất hảo a. Vô nghĩa. Ngạo Quân không nói lời nào, chính là bắn ánh mắt sắc bén xuyên qua rõ ràng tỏ vẻ ý tứ này. Thế nhưng hắn còn thản nhiên nằm ở trên giường nàng như vậy, cũng không biết có bệnh gì không, ngày mai chắc chắn phải tiêu độc. Thực có lỗi, bản thái tử thực muốn nhìn thấy Mạc Quân công tử. Cho nên liền nhịn không được đến xem, quả nhiên không làm cho bản thái tử thất vọng. Gia Luật Ưng vừa nói, một bên vẻ mặt ái muội cười tà nhìn về phía Ngạo Quân, đột nhiên ngữ khí lại chuyển, chính là... Mạc quân sư đối với bản thái tử có thái độ thật sự làm cho người ta thương tâm a. Nói xong suy sụp hạ mặt xuống, bộ dáng kiều diễm sắp khóc, thật đúng là chỉ có thể dùng từ tiện để hình dung a. Rất giống Ngạo Quân phụ hắn. Thái tử muốn Mạc Quân lấy thái độ như thế nào đối với ngươi? Là trợn mắt tướng hướng sao? Hay là rút kiếm đánh nhau? Ngụ ý là bằng hành động tùy tiện của ngươi, ta đối với ngươi như vậy, coi như khách khí lắm rồi. Dù thế nào, còn không thỏa mãn a? Ngạo Quân nhịn xuống không để lộ ra một chút xúc động, nàng còn muốn biết hắn mạo hiểm tới nơi này là vì mục đích gì. Ha ha! Nói thật, bản thái tử đúng là muốn nhìn bộ dáng tức giận của Mạc Quân sư một chút. Từ lúc mới gặp mặt tới giờ cũng không thấy Mạc Quân sư trừ bỏ vẻ ngoài lạnh lùng ra còn có biểu tình khác. Đến đây đi! Tức giận đi! Bản thái tử chờ! Gia Luật Ưng thân nằm nghiêng nghiêng, đôi mắt màu đỏ thẳng nhìn Ngạo Quân ngoắc ngoắc, thoạt nhìn 10 phần giống như đang nói, đến đây đi. Come on, baby. Có bệnh. Ngạo Quân lạnh lùng nói, Gia Luật Ưng này thật đúng là quá biến thái. Thuận tiện ở một bên ghế ngồi xuống, giường bị chiếm lấy, nàng không thể đứng mãi được. Kia thực xin lỗi chính mình a. Dĩ hảo đại lá gan. Gia Luật Ưng cả giận nói, đôi mắt màu đỏ hơi hơi nheo lại, này tỏ vẻ hắn thực sinh khí. Nhưng bên miệng vẫn như cũ lộ vẻ cười tà, làm cho Ngạo Quân rất muốn đánh cho hắn một quyền. Cho tới bây giờ không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, con mồi này dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Hoàn toàn không nhìn thấy hắn mang theo tức giận cùng áp lực cường thế, Ngạo Quân nhàn nhã ở trên ghế hảo hảo nằm, thuận tiện cầm lấy áo choàng của Ngụy Tử Tề đắp lên, vẫn như cũ chỉ dùng ngữ khí lạnh lùng nói, thái tử có gì nói mau, Mạc Quân mệt nhọc, quấy rầy người khác ngủ là không đạo đức. Như thế nào vương gia? Thái tử này cũng chỉ nói toàn những lời này, buồn bực. Ngươi, Gia Luật Ưng lại có điểm nuốt ngữ, nhất thời không biết đối với những lời này của y nên phản ứng ra sao. Trước đây đừng nói khi hắn tức giận chỉ cần hắn liếc nhìn cũng đã làm cho tất cả mọi người phải e ngại, nhưng y lại có thể nhàn nhã như vậy ở trước mặt cừu nhân mà nằm ngủ, còn nói quấy rầy y ngủ là không đạo đức, ha ha. Đạo đức, nam nhân này lại dám giảng đạo đức với Vệ Diễm Tà Quân hắn, thật sự là điều tức cười nhất trên đời. Ha ha, có ý tứ, con mồi này hắn càng ngày càng thích. Người này tuyệt đối có bệnh. Ngạo Quân trong lòng tự nói với chính mình. Lười để ý đến hắn, Ngạo Quân trực tiếp đem ánh mắt nhắm lại, nhìn xem hắn đến tột cùng có thể đợi đến khi nào. Nửa ngày, ngay khi Ngạo Quân sắp đi theo Chu Công nhập hội, Gia Luật Ưng tiếng nói mị hoặc lại vang lên, Mạc Quân sư không hận ta, không nghĩ vì Mạc Gia Thôn báo thù sao. Hắn không thể chịu đựng được thái độ thờ ơ của y, không thể chịu đựng được ngạo khí của y cao giống hắn, nhưng hắn không thể không bội phục mỹ nam nhân này, ở trước mặt hắn, y vẫn có thể đi vào giấc ngủ như vậy. Nghe được lời nói của hắn, Ngạo Quân mới từ từ mở to mắt, thả bồ câu Chu Công, lãnh đạm vô ba nói, hận là như thế nào, không hận là như thế nào, về phần báo thù. Thái tử hôm nay đến, muốn cho Mạc Quân báo thù sao? Ngươi hội đứng bất động cho ta giết sao? Hận hắn sao? Muốn giết hắn báo thù sao? Có lẽ lúc trước thì có. Nhưng trải qua chiến dịch hôm nay, nàng có tư cách hận hắn sao? Hơn 2 vạn binh Thương Liêu đã chết kia nên hận ai? Thân nhân bọn họ nên tìm đến báo thù sao? Đây là chiến tranh bất đắc dĩ, nhưng thôn dân Mạc Gia Thôn lại vô tội a. Còn có cha mẹ, bọn họ cũng là vật hy sinh của chiến tranh, nói đến đây, hết thảy đều là bi kịch do chiến tranh mang đến. Mà hiện tại nàng cũng không còn muốn báo thù, giết được Gia Luật Ưng hay không cũng không còn quan trọng. Nàng thầm nghĩ mau chóng chấm dứt chiến tranh lần này, thầm nghĩ muốn Gia Luật Ưng, Thương Liêu Quốc cam đoan không xâm phạm Long Hiên Hoàng Triều, không khơi mào chiến tranh. Nếu bản thái tử đứng cho ngươi giết, ngươi có giết không? Gia Luật hứng thú nói. Hắn rất muốn xem người thoạt nhìn như thư sinh gầy yếu lạnh lùng vô tình này hội như thế nào giết hắn. Sẽ không? Ngạo Quân gọn gàng dứt khoát nói. Nga. Gia Luật Ưng nhíu mày, có điểm không thể tin được y hội thẳng thắn như vậy đã nói ra, lại tiếp tục nói, Mạc Quân sư không nghĩ vì Mạc Gia Thôn báo thù, giết bản thái tử. Không nghĩ. Vẫn như cũ là ngắn gọn 2 chữ. Gia Luật Ưng mang theo đôi mắt trầm tư thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Nhưng hắn một chút cũng nhìn không thấu con người này, hắn giết phụ mẫu y, diệt gia viên của y trợ Âu Dương Cẩn Hiên không phải là vì giết hắn để báo thù sao? Ngươi đến đây làm quân sư, không phải là vì trợ Âu Dương Cẩn Hiên đã bại bản thái tử, không phải là muốn giết bản thái tử báo thù cho Mạc Gia Thôn sao? Gia Luật Ưng giống như tò mò rất mạnh hỏi ra nghi vấn trong lòng mình. Đúng, nhưng cũng không phải. Ngạo Quân hàm hồ đáp. Có ý tứ gì? Gia Luật Ưng nổi giận, nhảy dựng lên, hướng thẳng đến trước mặt Ngạo Quân, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Ngạo Quân, hắn chán ghét loại thái độ nói chuyện này, chán ghét loại cảm giác không thể nắm giữ này, chán ghét loại mơ hồ không thể đoán ra này, hơn nữa đối phương là con mồi của hắn. Không có ý tứ gì cả. Hoàn toàn không nhìn ra tu la trước mắt, Ngạo Quân ngáp ngắn một cái nói, thái tử rốt cuộc tìm Mạc Quân có chuyện gì? Nói mau, trời sắp sáng, Mạc Quân thật sự mệt nhọc. Không phải nói dối, nàng thật sự thực buồn ngủ, trời sáng, Oánh Nhi nhất định sẽ đến kêu nàng, đến lúc đó nàng muốn ngủ cũng không được. Nhìn Ngạo Quân vẻ mặt mơ hồ, bộ dáng thẳng ngáp, Gia Luật Ưng lửa giận đột nhiên hoàn toàn tiêu tán, tâm tình tốt, y thật sự thực đáng yêu, thực làm cho người ta tâm động không bằng hành động, ma chưởng lại hướng về phía mặt Ngạo Quân, ân, xúc cảm tốt lắm, thực dễ chịu, so với hắn chạm qua một nữ nhân còn muốn dễ chịu hơn, Gia Luật Ưng hoàn toàn say mê. Ba, Ngạo Quân một tay đánh vào quái ma chưởng đang vuốt ve ở trên mặt nàng, biểu tình vẫn như cũ không có biến hóa, khẩu khí cũng vẫn lạnh như vậy nói mau. Vô duyên vô cớ sờ mặt nàng để làm chi? Có bệnh. Cái đánh kia thực dùng sức, hồng hồng, tay rất nhanh đã sưng lên, Gia Luật Ưng nhìn tay mình một chút, rồi vung tay áo lên nói, nếu Mạc Quân sư không hận bản thái tử, rất tốt. Rất đơn giản, chính là muốn Mạc Quân sư làm quân sư bản thái tử. Rốt cục đã vào vấn đề chính, Ngạo Quân cũng không thèm nhìn tới Gia Luật Ưng, miễn cưỡng nói, ngươi muốn ta đi ăn máng khác. Đi ăn máng khác. Gia Luật Ưng lại phát ra tinh thần tò mò, nghi vấn nói. Chính là ngươi muốn ta phản bội vương gia. Lần này, Ngạo Quân tâm địa tốt lắm mới vì hắn giải thích nghi hoặc. Cùng cổ nhân nói chuyện chính là phiền toái. Ha ha. Đúng vậy, chính là muốn ngươi. Đi ăn máng khác. Gia Luật Ưng vốn không hiểu những vẫn lặp lại. Không có khả năng. Gọn gàng dứt khoát, liền ba chữ, nàng từ trước đến đây đều không thích dông dài. Lần này Gia Luật Ưng cũng không não, ngăn một cái tươi cười dụ dỗ tiểu hài tử, du thuyết nói, làm quân sư của Âu Dương Cẩn Hiên, bất quá vĩnh viễn cũng là một quân sư mà thôi, mà làm quân sư bản thái tử, chờ đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, trong Thương Liêu quốc ngươi chính là dưới một người trên vạn người, vàng bạc mỹ nữ hưởng dụng vô cùng. A, thì ra đến để lợi dụng nàng a. Nghe thì đúng là không sai, quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, đều là những thứ nam nhân tha thiết muốn có. Ngạo Quân sửa lại vẻ lạnh lùng vừa nãy, mỉm cười nói, nghe thật là mê người, ân. Ta đây liền. Chương 27, ngươi là của ta. Ngạo Quân sửa lại vẻ lạnh lùng vừa nãy, mỉm cười nói, nghe thật là mê người, ân. Ta đây liền. Giống như tự hỏi một chút, ngay khi Gia Luật Ưng nghĩ rằng y sẽ đáp ứng, Ngạo Quân lại lạnh lùng nói, ta liền. Ta đương nhiên không tiếp thụ, quyền lực, địa vị, tiền tài, mỹ nữ. Ta tuyệt không hiếm lạ, cũng không thích. Như vậy không biết Mạc Quân công tử nghĩ muốn cái gì, bản thái tử nhất định có thể cho ngươi thỏa mãn. Gia Luật ẩn nhẫn tức giận, tiếp tục du thuyết nói. Muốn cái gì? Rất đơn giản, thái tử nhất định cũng có thể làm được. Thái tử ngươi phải tự mình giải thích với các thôn dân Mạc Gia Thôn đã chết, thề vĩnh viễn không khơi mào chiến tranh, vĩnh viễn không xâm nhập Long Hiên Hoàng Triều. Ngạo Quân đưa ra yêu cầu. Nga, nói như vậy Mạc công tử cũng là một người dân yêu nước, nhưng theo bản thái tử biết, Mạc Quân công tử cũng không phải là người Mạc Gia Thôn, có lẽ căn bản không phải là người Long Hiên Quốc. Nói như bây giờ, bản thái tử có thể cho rằng ngươi đây là lấy lui mà tiến, càng muốn nhiều thứ hơn thế. Sau khi Luật Ưng nghe xong yêu cầu của Ngạo Quân, nhướng mi một chút nói. Hắn đã sớm kêu người điều tra Mạc Quân, cũng mặc kệ hắn tra như thế nào, cũng không thể tra ra y đến từ nơi nào, giống như là từ không trung xuất hiện, mọi thứ của y hết thảy đều là mơ hồ. Điều duy nhất có thể xác định chính là y vốn không phải người Mạc Gia Thôn, mà là 2 tháng trước mới đến Mạc Gia Thôn, lúc sau mới xuất hiện tại đây, là ngoài ý muốn hay là có mục đích. Ta quả thật không phải người Mạc Gia Thôn, cũng không phải người Long Hiên Hoàng Triều. Dừng một chút, kiên định nói, nhưng ta không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới Long Hiên Hoàng Triều. Mặc dù kinh ngạc Ngạo Quân thẳng thắn thành khẩn thừa nhận mình không phải người Long Hiên Hoàng Triều, Gia Luật Ưng vẫn là bất động thanh sắc nói, nếu không phải người Long Hiên Hoàng Triều, vậy Long Hiên Hoàng Triều có quan hệ gì với ngươi đâu, nếu ngươi muốn vang danh thiên hạ, trợ ta, cùng bản thái tử cùng nhau giành quyền lực, ta có thể cho ngươi hết thảy. Ta mặc dù không phải người Long Hiên Hoàng Triều, nhưng trên thế giới này, người tối trọng yếu với ta hiện tại là người Long Hiên Hoàng Triều. Bởi vậy ta sẽ không cho bất cứ thứ gì hủy đi quốc gia này. Về phần vang danh thiên hạ gì đó, ta cũng không có hứng thú. Người trọng yếu? Ai? Gia Luật Ưng truy vấn hỏi, nghe được y có người trọng yếu, trong lòng liền nổi lên một cổ lửa giận, nhưng hắn không nghĩ sẽ đi tìm lý do vì cái gì lại có phản ứng này. Không quan hệ với ngươi. Ngạo Quân lạnh lùng nói. Như thế nào cùng ta không quan hệ, chờ ta giết người tối trọng yếu kia của ngươi, ngươi có thể không có vướng bận đến trợ ta. Gia Luật Ưng yêu mị cười, mang theo mê hoặc. Ngươi giết không được nàng. Ngạo Quân tự tin nói. Có Âu Dương Chính Hiên, Tuyết hội tuyệt đối an toàn, tuy chưa thấy mặt tỷ phu này, nhưng nàng rất tin tưởng hắn. Tự tin như vậy. Chẳng lẽ hắn là Âu Dương Cẩn Hiên? Gia Luật Ưng không biết vì cái gì hội nghĩ đến Âu Dương Cẩn Hiên, rõ ràng hai người đều là nam tử, vì cái gì hắn hội cho rằng người tối trọng yếu của Mạc Quân là Âu Dương Cẩn Hiên. Hắn còn chưa kịp đem câu Dương Cẩn Hiên bốn chữ nói ra, Ngạo Quân liền lạnh lùng ngắt lời nói, không cần đoán, cho dù đoán được cũng vô dụng. Nếu ngươi thật sự có khả năng giết nàng, ngay sau đó, kiếm của ta sẽ đâm thủng thân thể của ngươi. Sát khí sắc bén làm cho Gia Luật Ưng trong lòng chấn động, Mạc Quân không phải đơn giản như hắn tưởng, nhưng vẫn không bộc lộ ra ngoài nói, giết ta, ngươi giết được sao? Vẫn là đáp ứng bản thái tử đi. Giết được hay không, thử qua mới biết được, bất quá, ta hy vọng chuyện này sẽ không phát sinh. Ta cũng không thích giết người. Ha ha! Khẩu khí hảo đại! Gia Luật Ưng giống như nghe được lời chê cười hay nhất trên đời, ngửa mặt cười ha hả, sau lại cười tà nói, Mạc công tử, ngươi phải biết rằng, ở bên người bản thái tử chỉ có hai loại người, không phải bằng hữu bản thái tử, thì chính là địch nhân, mà làm địch nhân bản thái tử kết cục tuyệt đối hội sống không bằng chết. Ngươi là một người tuyệt đại thông minh như vậy, không cần chọn cho mình một con đường không thể quay về. Ta cũng không cho rằng ta là người thông minh, hơn nữa bất luận làm bằng hữu của ngươi hay là địch nhân của ngươi, ta cũng không muốn làm. Ta chỉ muốn ngươi đình chỉ chiến tranh, nếu ngươi đáp ứng, quân đội Long Hiên Hoàng Triều có thể lập tức rút về. Ngạo Quân hứa hẹn nói. Nàng biết kỳ thật trong lời nói của Cẩn Hiên, hắn cũng không muốn chiến tranh, cho nên nàng thay hắn làm hứa hẹn lần này, chỉ cần Gia Luật Ưng đáp ứng không khơi mào chiến tranh. Không có khả năng, không đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, bản thái tử vĩnh viễn đánh tiếp. Gia Luật Ưng trực tiếp từ chối. Ngày mai là hắn có thể đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, hắn sẽ làm cho khắp thiên hạ phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa, y cũng sẽ phải nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Ngươi chọn lựa khởi mào chiến tranh, là vì Cẩn Hiên. Ngạo Quân khẳng định nói. Cẩn Hiên. Gia Luật Ưng không tỏ vẻ kỳ quái khi y biết ý tưởng của hắn, bởi vì hắn cũng không quá che giấu, nhưng một câu Cẩn Hiên lại làm cho hắn thập phần khó chịu. Hồng Mâu lại nheo lại nói, xem ra Mạc công tử cùng Âu Dương Cẩn Hiên cảm tình thật tốt. Hắn với ngươi hình như không chỉ là quan hệ chủ soái cùng quân sư. Với ngữ khí ái muội kia, người ngu ngốc cũng có thể nghe được đây là chỉ ý tứ gì. Bất quá có người ở phương diện này chính là so với ngu ngốc còn ngu ngốc hơn. Ta cùng Cẩn Hiên quan hệ quả thật không chỉ là quan hệ chủ soái cùng quân sư, thì tính sao? Vì nguyên nhân như thế, ngươi cho rằng ta sẽ phản bội Cẩn Hiên, theo ngươi sao? Ngạo Quân tuyệt không hiểu ngữ ý trong lời Gia Luật Ưng, vẫn nói tiếp. Là đúng vậy a. Trải qua trò chuyện với nhau đêm nay, ở trong lòng của nàng, Cẩn Hiên chính là bằng hữu của nàng. Nhưng điều Gia Luật Ưng vừa nghe vào trong tai lại không được hiểu như vậy. Gia Luật Ưng không nghĩ y hội thẳng thắn như vậy nói ra quan hệ không tầm thường của hai người bọn họ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cười ha ha, chính là cười không thấy đáy mắt, một bên cười một bên nói, không nghĩ tới a. Âu Dương Cẩn Hiên lại như vậy, trách không được hắn không gần nữ sắc, nguyên lai. Ha ha, nở nụ cười một trận, ngay khi Ngạo Quân hoài nghi hắn có thể bị cười đến chết hay không, đột nhiên ngừng lại, cười tà ác, tay lại cố ý vô tình cọ sát mặt Ngạo Quân, mềm nhẹ nói, tuy rằng ta không tốt như người kia, nhưng nếu đối tượng là ngươi, bản thái tử vẫn rất thích. Cười tà tiến đến bên tai Ngạo Quân, cả giận thổi, ta sẽ so với Âu Dương Cẩn Hiên càng ôn nhu hơn. Ngạo Quân bị hắn thổi đến cảm thấy ngứa ngáy, một bên đẩy hắn ra một bên nói, ta nghe thấy, ngươi không cần dựa vào gần như vậy, hảo nhột a. Nói xong còn xoa nhẹ lỗ tai một chút, bất quá đối với lời hắn nói, mặc dù cảm thấy có điểm kỳ lạ không hiểu, không rõ cái người kia là người nào, nhưng trong lòng đã có trực giác nam nhân này rất nguy hiểm, nên cách xa hắn một chút. Đối với phản ứng của Ngạo Quân, Gia Luật Ưng lại là ha ha cười, lui bước, tự tin nói, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì ta mà phản bội Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi sẽ phải cầu tới ta, cầu ta cho ngươi đi theo. Ngạo Quân còn chưa kịp nói, Gia Luật Ưng liền lập tức biến mất trong doanh trướng, nội trướng yên tĩnh chỉ truyền đến dư âm của hắn, Mạc Quân, ngươi là của ta, nhớ kỹ, ngươi là của ta. Ngươi là của ta. ngươi là của ta, những lời này không ngừng quanh quẩn trong đầu Ngạo Quân, đuổi mãi không đi. Có bệnh. Cái gì là của ngươi? Kỳ lạ khó hiểu, Ngạo Quân lẩm bẩm tự nhủ nói. Trong lời hắn nói, cho dù người nghe được là người thiếu tình thương như Ngạo Quân, tâm vẫn hội nổi lên gợn sóng. Lúc này Ngạo Quân vẫn đem những lời kỳ lạ của hắn giảo phiền trong lòng, suy nghĩ mông lung rồi đắp chăn đi ngủ. Thật đúng là đừng nói gì, thật sự hảo khốn a. Thái dương đã lên cao hơn cả đỉnh đầu, ánh sáng ấm áp chiếu vào nội trướng, chiếu vào trên mặt người đang ngủ như con heo chết. Mạc Nguyệt Bánh vẻ mặt ngọt ngào nhìn hắn tuấn mỹ vô song, thông minh nhất thiên hạ Mạc Quân ca, mặt ngay cả lúc ngủ thoạt nhìn cũng đẹp như vậy, thật muốn cứ cả đời đứng nhìn như vậy, nhưng do chức trách. Ca, ngươi lại ngủ quên, mau dậy, vương gia tìm ngươi có việc. Nguyệt Bánh một bên xốc chăn của Ngạo Quân lên, một bên kêu to. Ngạo Quân mơ mơ màng màng nói, Oánh Nhi, cho ta ngủ tiếp đi, lúc nãy, trời sắp sáng ta mới ngủ, hảo khốn a. Nói xong nhắm mắt lại ngủ xuống. Tối hôm qua nàng cùng Cẩn Hiên hàng huyên hơn nửa đêm, vốn đã buồn ngủ muốn chết, sau đó lại vì Gia Luật Ưng đến đây gây sự, lại đụng chạm thật lâu, còn nói những lời làm cho nàng thực không thoải mái, làm hại nàng trời sắp sáng mới được ngủ. Thấy Ngạo Quân thật rất muốn ngủ, Nguyệt Oánh cũng muốn cho y ngủ. Nhưng, không được a. Vương gia tìm ca thật sự rất gấp, y không thể chậm trễ, bằng không ca hội bị mắng. Ca, vương gia đã cho người ta tới tìm ngươi 2 lần, giống như có việc gì đã xảy ra, ngươi mau dậy a. Không có biện pháp, Nguyệt Oánh một bên phe phẩy Ngạo Quân, một bên lớn tiếng nói. Vương gia có chuyện gì? Ngạo Quân nghe được Cẩn Hiên có việc tìm nàng, thế này mới thanh tĩnh một chút, mở mắt ra hỏi. Bất quá vẫn còn ý tứ muốn ngủ. Ta không biết, nhưng giống như đã xảy ra chuyện gì vậy? Nga, có chuyện gì đâu? Ngạo Quân một bên chậm rãi khởi động, một bên lẩm bẩm. Thương Liêu Quốc đưa thư khiêu chiến tới. Lúc này một thanh âm ôn hòa trả lời Ngạo Quân. Ngạo Quân cùng Nguyệt Bánh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Ngụy Tử Tề mỉm cười đứng ở cửa trướng, ánh mặt trời chiếu xuống, phảng phất giống như thiên sứ. Ngạo Quân mỉm cười nói, Tử Tề, ngươi đã đến rồi. Thương Liêu Quốc lần này lại ra chiêu gì? Nghe được Ngạo Quân ngữ khí không sao, Ngụy Tử Tề mày lại nhíu lại, lần này là tới thật sự, Thương Liêu Quốc đưa tới thư khiêu chiến, nói rõ muốn vương gia tự mình xuất chiến, bởi vì Gia Luật Ưng cũng sẽ tự mình ra trận. Nga. Khi hiện tại vương gia, Ngạo Quân vẫn như cũ bình tĩnh dò hỏi. Theo tối hôm qua Gia Luật Ưng đến đây, nàng chỉ biết nội trong mấy ngày nay nhất định sẽ có sự phát sinh, chính là không thể tưởng được hội nhanh như vậy, lần này hắn sẽ có âm mưu gì. Vương gia cùng sở hữu tướng lãnh đều đã đến chủ trướng nghị sự, cũng chỉ chờ ngươi, vương gia cho ta tới gọi ngươi. Ngụy Tử Tề rõ ràng vốn không như Ngạo Quân, lạc quan như vậy, mặt mày nhăn cả lên, xem ra tình huống rất tệ. Cụ, Tử Tề, ngươi chờ một chút, ta đi ngay. Ngạo Quân có điểm ngượng ngùng nói. Xem ra Cẩn Hiên bọn họ đã đợi nàng rất lâu, vừa nãy Oánh Nhi có nói Cẩn Hiên gọi người đến kêu 2 lần, hiện tại ngay cả Tử Tề cũng xuất mã, cho dù buồn ngủ đến mấy cũng phải biết xấu hổ mà dậy. Nhưng ca, ngươi còn chưa ăn cơm. Nguyệt Oánh thấy Ngạo Quân còn chưa ăn cơm mà đã muốn đi, chạy nhanh nhắc nhở nói. Không có việc gì, ta trở về sẽ ăn. Quay đầu nói với Ngụy Tử, có thể, đi thôi. Ngạo Quân cùng Ngụy Tử sóng vai đi ra ngoài, nàng có dự cảm, Gia Luật Ưng lúc này đây nhất định sử ra ngoan chiêu. Chương 28, tâm linh tương thông. Vương gia, không thể a. Vừa đến cửa trướng, thanh âm Triệu Chi Dương tráng như hồng chung liền truyền đến, có thể thấy được bên trong có bao nhiêu phần náo nhiệt. Lại một cái thanh âm tráng kiện đồng dạng truyền đến, vương gia, nhất định có âm mưu, cân nhắc a. Đối mặt với phản đối của mọi người, Cẩn Hiên chỉ sửa lại biểu tình nghiêm túc, ngẩng đầu cười cười nói, quân sư đến. Nhất thời nội trướng náo nhiệt trầm tĩnh xuống, mọi người sửng sốt một chút, thấy đúng là Ngạo Quân mới cung kính nói, quân sư. Ngạo Quân vuốt vuốt cằm, lập tức đi vào, ngồi ở vị trí phía trên gần Cẩn Hiên nhất, còn chưa nói chuyện, Triệu Chi Dương liền vội vàng nói với nàng, quân sư, khuyên nhủ vương gia đi. Lần trước Thương Liêu Quốc bị quân ta làm cho thảm bại, lần này Gia Luật Ưng còn muốn vương gia tự mình ra trận nhất định có âm mưu, vương gia là chủ tâm trong quân, không thể mạo hiểm a. Các vị tướng quân cũng không muốn vương gia ra trận. Ngạo Quân biết rõ còn cố hỏi nói. Dạ. Sở hữu tướng lãnh bao gồm Ngụy Tử Tề đều đáp. Vậy, vương gia ngươi thật sự quyết định xuất chiến? Ngạo Quân lại quay đầu hỏi Cẩn Hiên. Ừ, bổn vương quyết định nhận khiêu chiến của Gia Luật Ưng. Cẩn Hiên cười đáp. Hắn biết y sẽ minh bạch, cũng sẽ đồng ý, quả nhiên. Một khi đã như vậy, Mạc Quân đồng ý vương gia xuất chiến. Ngạo Quân hiểu ý cười với Cẩn Hiên. Cẩn Hiên cũng mỉm cười đáp lại, hắn không nhìn lầm y, Quân thật sự hiểu được hắn. Cái gì? Quân sư, ngươi đồng ý vương gia xuất chiến? Triệu Chi Dương không thể tin trừng lớn mắt hỏi, hiển nhiên không chịu tin Ngạo Quân hội để cho Cẩn Hiên xuất chiến, hắn vốn nghĩ y nhất định giống như bọn hắn cùng khuyên nhủ vương gia, dù sao quân sư cũng là mưu trí, nhất định sẽ biết Gia Luật Ưng đã thiết lập cạm bẫy đang chờ bọn họ nhập võng, càng không nghĩ đến, quân sư cái gì cũng không hỏi, liền tán thành vương gia xuất chiến. Ngạo Quân không nói, chỉ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Nàng biết bọn họ lo lắng, nhưng Cẩn Hiên biết rõ nguy hiểm cũng kiên trì xuất chiến, có thể thấy được trận chiến này không phải bọn họ muốn không đánh là có thể không đánh, đây là trận đánh không thể tránh khỏi, cho dù biết là bại, cũng phải xuất chiến, có lẽ chủ động nghênh chiến, còn có thể tính đến điểm thắng. Nhưng, quân sư, Gia Luật Ưng lúc này đây không chỉ tự mình ra trận, hơn nữa còn xuất động toàn quân, xem ra là muốn quyết chiến, với tài năng của Gia Luật Ưng, nếu hội xuất động toàn quân như vậy, nhất định đã chuẩn bị chu toàn, mà quân ta căn bản không rõ đối phương sẽ ra chiêu gì, như thế, Ngụy Tử Tề vẻ mặt lo lắng nói. Tử Tề, ngươi có tin tưởng vương gia không? Ngạo Quân khóe miệng cong lên một chút, cười hỏi. Tin tưởng. Ngụy Tử Tề không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Vương gia là người trong cuộc đời hắn tối bội phục. Ngạo Quân lại nhìn về phía các tướng quân, mọi người đồng loạt nhận được ánh mắt dò hỏi của Ngạo Quân, đều không chút do dự gật đầu nói, tin tưởng vương gia. Nghe được đáp án vừa lòng, Ngạo Quân thế này mới cười nhìn thoáng qua Cẩn Hiên cũng đang mỉm cười đồng dạng nhìn nàng, sau đó lại đối với mọi người nói, một khi đã như vậy, vương gia đã quyết định xuất chiến, các vị tướng quân nên tin tưởng vương gia đã có chủ trương, không phải sao? Này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, quân sư nói rất đúng a. Nhưng... Vương gia, quân sư, Tử Tề tin tưởng vương gia sẽ không sai, Tử Tề chỉ thỉnh cùng vương gia xuất chiến. Tử Tề đứng ra đầu tiên nói. Dù sao hai người hắn tối tín nhiệm đều quyết định xuất chiến, hắn còn do dự cái gì? Hơn nữa với năng lực vương gia vốn là thiên hạ đệ nhất, hiện tại lại có quân sư tương trợ, thật như hổ thêm cánh. Mạc tướng đồng ý xuất binh, cũng thỉnh xuất chiến. Triệu Chi Dương thấy Tử Tề đã nói như vậy, lập tức cũng không còn do dự, cũng thỉnh xuất chiến. Mạc tướng đồng ý. Mạc tướng đồng ý. Thấy mọi người từ phản đối đến bây giờ lại cảm xúc trào dân cầu thỉnh đồng ý xuất chiến như vậy, Cẩn Hiên thu hồi ý cười, khôi phục vẻ uy nghiêm của một Cẩn vương gia, vẻ mặt chính xác đứng lên nói, hảo, nếu các vị tướng quân đều đồng lòng như thế, chiến trận này, chúng ta cùng nhau đánh, làm cho Gia Luật Ưng hắn phải hối hận vì đã xâm nhập Long Hiên Hoàng Triều. Vâng. Mọi người đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên ôm quyền nói. Rốt cuộc đã đến lúc thật sự quyết chiến. Mạc quân sư, ngươi giúp bổn vương trấn thủ trong doanh. Cẩn Hiên quay đầu nói với Ngạo Quân. Ngạo Quân còn chưa kịp nói, Ngụy Tử Tề đã phát ra nghi vấn, vương gia, vì sao không cho quân sư theo chúng ta xuất chiến? Theo đạo lý mà nói, trận chiến này trọng yếu như thế, lại hung hiểm như thế, nếu quân cùng xuất chiến không phải sẽ có phần thắng sao? Vì sao quân phải ở lại trong doanh? Chẳng lẽ vương gia còn chưa hoàn toàn tín nhiệm quân sao? Nhưng là không đúng a. Trải qua trận chiến lần trước, toàn doanh từ trên xuống dưới đều bị quân làm cho bội phục như thế, vương gia cũng không ngoại lệ. Cẩn Hiên không đáp, ngược lại nói với Ngạo Quân, ý quân sư như thế nào? Nói xong gợi cười lên, tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi, từ lúc quân sư đến đây, một vương gia luôn luôn không bao giờ biết nói đùa bây giờ lại cười thiệt nhiều a. Cơ hồ mỗi lần vừa thấy bóng quân sư, đều phải cười một lần. Ngạo Quân vẫn như cũ bình thản nói, Mạc quân nghe theo mệnh lệnh của vương gia. Nói xong nhìn về phía Cẩn Hiên, bốn mắt nhìn nhau, Cẩn Hiên thấy rõ tuy ngữ khí Ngạo Quân có phần lãnh đạm nhưng đáy mắt lại hiện ra một chút sáng tỏ, còn có hơi hơi ý cười. Ngạo Quân ở trong mắt Cẩn Hiên đã thấy được hai người đều rất ăn ý, nhưng hắn lại vì nàng suy nghĩ chu đáo như vậy, biết nàng không thích nhìn thấy chiến tranh, biết nàng không thích thấy chết chóc, biết nàng không thích nhìn thấy máu tươi, nhưng mà trên chiến trường, đây là điều không thể tránh khỏi, cho nên hắn đem nàng lưu lại, chỉ sợ cũng có một nguyên nhân khác chính là chiến trường hung hiểm. Đối với nàng, thư sinh văn nhược mà nói, chẳng khác nào chỉ mành treo chuông, suy nghĩ này cũng là vì an toàn của nàng. Cẩn Hiên, bằng hữu này lần lượt đã thay đổi, lúc trước như thế nào nhìn hắn liền không vừa mắt. Ngạo Quân trong lòng tự hỏi với chính mình. Tử Tề, vương gia làm như vậy đều có thâm ý. Thấy Tử Tề còn muốn hỏi, Ngạo Quân lại nói. Ngụy Tử Tề thấy thế chỉ có thể đem nghi hoặc nuốt vào trong lòng. Cẩn Hiên cùng Ngạo Quân lại nhìn nhau ăn ý liếc mắt một cái, thế này mới hạ lệnh, toàn doanh chuẩn bị nghênh chiến. Đây là chiến dịch lớn nhất từ lúc hai quân giằng co tới nay, thậm chí là chiến dịch lớn nhất từ lúc Gia Luật Ưng xâm nhập Long Hiên Hoàng Triều tới nay, lấy 15 vạn đại quân Thương Liêu đánh với 10 vạn đại quân Long Hiên, hai quân chủ soái toàn doanh tướng lĩnh đều xuất động, nhất định quyết sinh tử một trận. Một đại quân đông nghìn nghiệp làm cho Bình Nguyên vốn không nhìn thấy giới hạn bây giờ lại có vẻ chật chội, trước hai quân, hai người phong hoa tuyệt đại giống nhau nhưng lại bất đồng giằng co, một người giống như bình thường bên miệng vẫn lộ vẻ tươi cười tà tà, nhìn như thập phần nhàn nhã, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn giống như đến từ địa ngục Tu La, khi Hồng Mâu nhìn người trước mắt, lại tràn ngập rất nhiều hận thù, một người khác lại gợn sóng không sợ hãi mà đối diện đại trận. Trước mắt, trên mặt chỉ duy trì vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt thâm thúy nhìn không ra cảm xúc. Ha ha! Âu Dương Cẩn Hiên, bất quá ngươi cũng có như thế, biết rõ là chỉ còn đường chết, còn ngoan ngoãn đi tìm cái chết, hừ, phụ hoàng thật sự đánh giá ngươi quá cao. Gia Luật Ưng dẫn đầu mở miệng nói, khẩu khí cuồng vọng kiêu ngạo kia, làm cho toàn quân tướng sĩ Long Hiên đều hận nghiến răng. Gia Luật Ưng, ngươi nói câu này không khỏi quá sớm đi. Ngươi tự dưng xâm phạm Long Hiên ta, giết quân dân ta, hôm nay, đã đến lúc ngươi nên trả giá. Âu Dương Cẩn Hiên mặt vẫn như cũ hé ra lạnh lùng nói, ngữ khí cũng không có gì bốn bề sóng dậy, nhưng thanh âm trầm ổn kia lại làm cho hai tướng quân sĩ đều nghe được rõ ràng, có uy nghiêm như thế. Hắn rõ ràng nhìn thấy được khi Gia Luật Ưng nhắc tới phụ hoàng hắn, đáy mắt hận ý càng sâu, trong mắt hỏa diễm hừng hực thiêu đốt như muốn đem hắn đốt thành tro. Xem ra, lần này Gia Luật Ưng xâm nhập Long Hiên nhất định cùng Thương Liêu Vương có quan hệ rất lớn, Cẩn Hiên trong lòng suy đoán. Ha ha! Phải không? Âu Dương Cẩn Hiên, nếu ngươi không phải ôm quyết tâm đánh một trận tử chiến, như thế nào ngay cả người Âu Yếm Mạc quân sư cũng không có tới? Theo lý thuyết, xem năng lực thiên hạ đệ nhất quân sư hắn, nếu nói đến, ít nhất còn có thể bảo toàn thi thể cho ngươi. Ha ha, Gia Luật Ưng ái muội mà lại cuồng vọng nói với Cẩn Hiên, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ Âu Yếm. Lần này không nhìn thấy Mạc Quân, thực ngoài dự kiến của hắn, lần này hắn chỉ huy toàn thể đại quân xuất động, không có khả năng Âu Dương Cẩn Hiên không biết rõ đây là một trận đánh ác liệt, mà Mạc Quân là quân sư tối đắc lực của hắn, coi biểu hiện của hắn, nếu Âu Dương Cẩn Hiên muốn thắng, Mạc Quân nhất định phải tùy quân xuất chiến, mà hắn cũng có thể thừa dịp này, cho Mạc Quân nhìn xem, ai mới là chiến thần chân chính, ai mới đáng cho y phụ tá. Thế nhưng y không xuất hiện, chẳng lẽ Âu Dương Cẩn Hiên thật sự yêu y như thế, tình nguyện hy sinh toàn quân tướng sĩ, thậm chí là toàn bộ Long Hiên Hoàng Triều, cũng muốn bảo hộ chu toàn cho y. Hừ, nếu thật sự như vậy, Âu Dương Cẩn Hiên không xứng là đối thủ của hắn. Cẩn Hiên thông minh như vậy, sao lại không biết hắn đang suy nghĩ cái gì? Thế nhưng nói hắn cùng quân. Hừ, ngẫm lại, hai người bọn họ đều là đại nam nhân, nói như vậy không chỉ ô nhục hắn, cũng ô nhục quân, nghĩ đến quân bị ô nhục như vậy, Cẩn Hiên liền cảm thấy khí dâng lên đỉnh đầu, so với ô nhục hắn càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ, Gia Luật Ưng dựa vào đâu vô duyên vô cớ hội tưởng hắn cùng quân như thế. Hắn căn bản là không biết quân, như thế nào hội. Hơn nữa bộ dáng vừa nãy của hắn, lại làm cho Cẩn Hiên cảm thấy hắn có điểm giống như đố kỵ. Ha ha! Không nói lời nào chính là thừa nhận. Không thể tưởng được a. Không thể tưởng được, đường đường lãnh diện chiến thần đúng là. Bất quá cho dù y không tới, ngươi cũng vô pháp bảo hộ y chu toàn. Gia Luật Ưng nói đến điểm mấu chốt đột nhiên dừng lại, sau đó híp mắt trầm giọng nói. Cẩn Hiên trầm mặt, làm cho Gia Luật Ưng cảm thấy hắn chính là đang cam chịu, cũng làm cho trong lòng hắn không biết là lửa giận hay là lòng đố kỵ càng cháy càng mạnh. Gia Luật Ưng, bổn vương đã nói qua, lời nói này của ngươi không khỏi quá sớm đi, phải đánh mới biết được. Cẩn Hiên ngăn lại đề tài nói. Khi Gia Luật Ưng nhắc tới quân, trong mắt thoáng hiện ra tia sáng, làm cho hắn trong lòng linh cảm mãnh liệt, hắn có hứng thú với quân. Hảo, vậy nhìn xem, ai mới là người cười cuối cùng, đáng tiếc a. Mạc quân sư không nhìn thấy một chiến dịch phấn khích như vậy. Thông minh như Gia Luật Ưng sao lại không biết Cẩn Hiên cố ý ngăn chặn đề tài, hắn cố tình lại đem đề tài cấp dẫn trở lại trên người Mạc quân. Cẩn Hiên cố ý sửa lại mặt lạnh trên chiến trường, gợi lên nụ cười yếu ớt nói, không, quân hội đến nhìn. Cẩn Hiên cười yếu ớt làm cho Gia Luật Ưng càng cảm thấy thập phần chói mắt, quân. Kêu thực thân thiết a. Tuy rằng trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở ngoài mặt lại vẫn như cũ tà mị cười nói, có ý tứ gì? Nguy hiểm như vậy, Mạc quân sư có thể tùy quân xuất chiến sao? Ha ha! Coi hắn phong thái tuyệt sắc như thế, nếu có đến, bản thái tử không có khả năng nhìn không thấy. Y quả thật không tùy quân xuất chinh, nhưng lúc này y lại ở một nơi mà ngươi không biết để quan sát trận chiến này. Chiếu theo lời nói của Gia Luật Ưng, chẳng lẽ hắn đã gặp qua quân? Nhưng tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Cẩn Hiên vẫn cười yếu ớt nói, hắn mặc dù không biết quân ở đâu, nhưng trong lòng đã có một cảm giác rất mãnh liệt, y chắc chắn đang đứng ở nơi phụ cận nào đó, chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hai quân, không có khả năng y thật sự ở lại trong doanh. Lúc này cách Bình Nguyên không xa, trên một ngọn núi nhỏ, bạch y tung bay theo gió, dung nhan tuyệt sắc lạnh lùng lạnh nhạt, đôi mắt trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm dưới núi, dáng người ngạo nghễ đứng thẳng làm cho thiên địa lâm vào thất sắc. Chương 29, khói thuốc súng trên chiến trường. Sau khi đại quân xuất chiến, Ngạo Quân liền đi lên ngọn núi nhỏ phụ cận chiến trường. Đúng là nàng không thích nhìn thấy chiến tranh, nhưng dĩ nhiên nàng là quân sư Long Hiên, mà lần này lại là chiến dịch trọng yếu như thế, nàng há có thể không quan tâm sao? Huống hồ vừa nãy đại quân vừa xuất phát, một loại bất an liền nổi lên trong lòng nàng, giống như bọn họ đi rồi sẽ không thể quay trở về. Tuy rằng nàng đối với Cẩn Hiên rất tin tưởng, nhưng theo những lời tối hôm qua của Gia Luật Ưng, còn có thái độ tự cao tự đại của hắn làm cho nàng cảm thấy trận chiến hôm nay, Gia Luật Ưng nhất định sẽ sử ra kỳ chiêu. Quả nhiên, loại cảm xúc bất an này, sau khi nhìn thấy đại quân Thương Liêu, lại càng rõ ràng hơn, đội hình như vậy thật sự có điểm kỳ quái, ngay cả nàng đã xem qua nhiều binh pháp như vậy cũng chưa thấy qua trận hình kỳ quái như thế, nhưng lại có cảm giác quen thuộc, giống như đã gặp qua ở đâu. Nhất thời không nghĩ ra đã gặp qua ở đâu trận hình tương tự như thế. Khi Ngạo Quân đang cố gắng tự hỏi, dưới núi hai quân cũng đang rục rịch giằng co, sắp sửa khai chiến. Nếu Mạc quân sư có thể nhìn thấy trận phấn khích này, vậy không phải tốt hơn sao? Âu Dương Cẩn Hiên, hôm nay, thần thoại chiến thần bất bại của ngươi sẽ bị Gia Luật Ưng ta đánh vỡ. Gia Luật Ưng ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng cũng không thấy thân ảnh màu trắng kia, nhưng hắn đã có cảm giác, thật sự người nọ đang ở một chỗ nhìn chăm chú vào nơi này. Một khi đã như vậy, rất tốt, từ giờ trở đi, cũng nên chấm dứt. Tay chậm rãi đem hỏa vân kiếm giơ lên, phát ra một mệnh lệnh tiến công. Hảo, vậy để bổn vương xem, Phệ Diễm Tà Quân, ngươi chung quy có bao nhiêu bản lĩnh. Công. Cẩn Hiên cũng đồng dạng giơ lên bội kiếm của mình Long Ngâm kiếm, nhất thời chỉ nghe đinh một tiếng, giống như có một con rồng mềm mại phát ra thanh âm bay lên, đứng ở trên Thiên Nhật Pha Y Thiên nhận được mệnh lệnh, tức khắc bắt đầu đánh trống trận, nhắn gửi mệnh lệnh tiến công. Một bên Y Hàng vung quân kỳ, chỉ huy quân đội thay đổi trận hình. Cẩn Hiên không hổ là chiến thần, điều binh bố trận thật sự là quỷ thần khó lường. Ngạo Quân đứng nhìn ở trên tiểu sơn tâm không nhịn được tán thưởng, chỉ thấy bên dưới cát vàng nổi lên cuồn cuộn, 3 vạn bộ binh Long Hiên ở phía trước, bày ra trận hình tam giác, lấy sườn đông làm tiên phong, bất ngờ mãnh công khu vực trung tâm làm cho quân Thương Liêu không kịp phòng thủ một trận phân tán. Nguyên lai trận hình hoàn hảo của quân Thương Liêu sau một trận mãnh công này, trận hình liền loạn, trung gian bị mũi nhọn xé mở ra một cái khe, binh Thương Liêu hướng hai bên lui lại lại bị quân Long Hiên trận hình tam giác khác vây chặn hai bên sườn, mắt thấy trận giác đại loạn. Lúc này trên Thiên Nhật Pha cùng Thiên Nguyệt Pha nhìn ra xa, tướng quân Thương Liêu thân đồ Sở Phi trong lúc này chỉ huy vung cờ đỏ tươi, bày ra trận hình kỳ biến, theo trống trận Thương Liêu đánh vang, 4 vạn kỵ binh Thương Liêu xếp thành hàng chia thành 2 cánh trì nhập chiến trường, mang theo khói thuốc súng cuồn cuộn, làm cho người ta không thấy rõ tình hình chiến đấu. Đợi khói thuốc súng tán đi, kỵ binh Thương Liêu đã hảo hảo bày ra công tiêm trận, 4 vạn kỵ binh một chữ sắp xếp hình thành dãy số, nhưng có điều lại không giống với công tiêm trận, cờ trên tay thân đồ Sở Phi một lát lại thay đổi, tín hiệu cờ tái biến, kích trống một. Lúc một khác, tướng quân Thương Liêu mồ hôi đầm đìa chiếu theo tín hiệu cờ nhắn gửi một mệnh lệnh, theo cờ thưởng vung lên, tiếng trống ù ù, theo sau 4 vạn kỵ binh Thương Liêu đột nhiên xuất hiện mấy vạn cung thủ, thân đồ Sở Phi hạ cờ thưởng xuống, nhất thời vạn mũi tên phát ra, 3 vạn bộ binh Long Hiên đều bị trúng tên mà ngã xuống đất. Nhất thời quân lính trận hình tam giác tan rã. Gia Luật Ưng quả nhiên không thể khinh thường, Phệ Diễm Tà Quân quả nhiên danh không phải giả, thay đổi linh hoạt như thế, bình tĩnh bày ra trận hình mới quả nhiên thập phần chi diệu, hắn cũng là nhân tài hiếm có, so sánh với năng lực của Cẩn Hiên, hẳn không hơn kém nhau bao nhiêu. Ngạo Quân mặc dù không có hảo cảm gì với Gia Luật Ưng vừa chính vừa tà này, nhưng có thể bày ra trận tinh diệu như thế cũng làm cho nàng không thể không bội phục Gia Luật Ưng vài phần. Đang lúc Ngạo Quân hết sức thất thần, phía dưới trên chiến trường chiến cuộc lại một lần nữa thay đổi. Y Hàng nhận được một mệnh lệnh do Cẩn Hiên phát ra, lập tức vũ động Minh Hoàng quân kỳ, Y Thiên cũng chậm chậm thay đổi tiết tấu kích trống. Binh Hoàng Quân kỳ theo các động tác mà biến ảo, tiếng trống chậm rãi mà thôi thúc, trong phút chốc trận hình tam giác hỗn loạn chậm rãi phát sinh biến hóa, binh lính nhanh chóng di động, trận hình tam giác biến thành hình thoi, quân kỳ tái huy, tín hiệu cờ tái biến, trung gian doanh trận hình thoi vỡ ra một cái phùng, mấy vạn thuẫn binh bên trong hình thoi rất nhanh xuất hiện, nhằm ngăn trở cung thủ Thương Liêu, theo sau thuẫn binh là một đội kỵ binh Long Hiên trang bị khí giới hoàng mỹ sáng ngời, một trận mãnh công hướng vào trận hình Thương Liêu, theo sau tiến công của kỵ binh, toàn bộ doanh trận hình thoi đội hình chỉnh tề, hành động rất nhanh di chuyển tiến về phía trước, nhanh chóng nhảy vào trung tâm trận hình của đối phương. Hảo! Gia Luật Ưng đôi mắt màu đỏ nháy mắt sáng ngời, trong mắt không che giấu tán thưởng, Âu Dương Cẩn Hiên thật là thiên cổ tới nay ít có tướng soái tài, lãnh diện chiến thần thật đúng là cái tên xứng đáng, ứng đối cực nhanh, bố cục chi diệu, đối với tinh thần tướng sĩ nắm giữ cực ổn, thật sự là làm cho người ta kinh hãi a. Cũng làm cho người ta bội phục, nhưng... Hồng Mâu nháy mắt nhíu lại, từ nay về sau sẽ không còn có chiến thần, Âu Dương Cẩn Hiên sẽ mãi mãi biến mất. Binh Hoàng Quân kỳ trong tay Y Hàng lại vung lên vài cái, doanh trận hình thoi nhảy vào trong trận Thương Liêu nháy mắt phân thành trận hình tam giác bất đồng với trận hình lúc nãy, hình thành trận hình tam giác mới, bộ phận mũi nhọn tấn công đều bị thuẫn binh thay thế, mặt sau theo sát là cung thủ Long Hiên tinh thần chấn hưng, người người đều giữ khoảng cách ngang nhau nhanh chóng lần lượt đứng thẳng bên cạnh nhau, trong tay nắm lấy cung tiễn đen nhánh, tên dài đã lắp sẵn trên cung, phía sau lưng đeo một túi tên dài, ở dưới mặt trời chói chang chiếu rọi xuống phản xạ ra hàng quang làm cho người ta sợ hãi. Thân đồ Sở Phi cả kinh, tấm chắn ở phía trước, cung thủ tiến sát theo sau, kỵ binh áp trận, bộ binh chốt ở phía sau. Trận pháp tinh diệu như vậy, nên phá như thế nào đây? Thân đồ Sở Phi vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía thái tử Gia Luật Ưng của bọn họ, hy vọng thái tử có thể nói cho hắn biết nên làm gì bây giờ, chỉ thấy thái tử bọn hắn vẫn như cũ cười nhìn vào trận hình tinh diệu của quân Long Hiên, nửa phần cũng không có ý tứ muốn hạ đạt chỉ thị. Này không khỏi làm hắn gấp đến độ mồ hôi lạnh đầm đìa. Nên làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngay cả thái tử cũng không có biện pháp phá giải? Vậy mấy vạn huynh đệ này? Bên này đang ở không biết làm sao, bên kia, Y Thiên tiết tấu kích trống lại biến đổi, Y Hàng trong tay Minh Hoàng Quân kỳ vung lên, ở không trung xẹt qua một đạo Minh Hoàng lưu quang. Cùng lúc đó trong trận tam giác, cung thủ cầm trong tay cung tên tràn đầy, nhất thời tên tựa như mưa không thể đỡ hướng vào bên trong quân Thương Liêu đang thập phần kinh hãi. Kỵ binh Long Hiên ở sát gần cũng xung phong liều chết làm cho quân Thương Liêu bất ngờ không kịp phòng thủ ở, đều ngã xuống, cho dù có tấm chắn ngăn trở, nhưng vẫn không ngừng có người bị trúng tên rồi ngã xuống. Trong nháy mắt, trên chiến trường vang lên từng trận thanh âm nhân mã gào thét, mấy vạn tướng sĩ Thương Liêu lâm vào nơi sinh tử, thắng bại như một con một đường treo lơ lửng. Gia Luật Ưng mắt lạnh nhìn tướng sĩ của mình ngã xuống ở ngay trước mắt hắn, nhưng không phát ra chỉ thị gì, tựa như đã nhận thua mặc cho thủ hạ tướng sĩ bị giết. Nhưng ánh mắt nhìn theo binh lính Thương Liêu ngã xuống lại càng phát ra âm trầm, hồng mâu khủng bố lại tràn ngập hận ý thật sâu, bản thái tử sẽ không cho các ngươi phải chết oan. Rất nhanh Âu Dương Cẩn Hiên cùng 10 vạn binh sĩ Long Hiên kia sẽ đến với các ngươi, rất nhanh thôi. Rất nhanh, thật sự rất nhanh, mấy vạn tướng sĩ Thương Liêu cứ như vậy bị nhốt bên trong doanh trận Long Hiên, trên bình nguyên binh lính Thương Liêu nằm chết trận, đứt tay đứt chân, chết vô cùng thống khổ. Nhìn một màn này, Ngạo Quân có loại cảm giác muốn ói, nhưng thái độ hờ hững của Gia Luật Ưng lại dẫn dắt sự chú ý của nàng, hắn như thế nào có thể đối diện với mấy vạn đại quân của mình bị giết, mà thờ ơ. Có tính toán gì sao? Âu Dương Cẩn Hiên, có bản lĩnh thì đến đây đánh một trận với bản thái tử, nếu không, bản thái tử sẽ cho ngươi cùng mấy vạn đại quân này đền mạng cho dũng sĩ Thương Liêu ta vừa mới chết trận. Ánh mắt Gia Luật Ưng vốn là màu đỏ bây giờ lại càng đỏ hơn giống như nhóm lửa đến từ địa ngục đối với Cẩn Hiên quát, hai chân kẹp mạnh một cái, rất nhanh phóng vào trong doanh trận Long Hiên, 10 vạn đại quân phía sau cũng đi theo, vọt tới. Cẩn Hiên không nghĩ tới Gia Luật Ưng lại không hề do dự mang binh nhằm phía doanh trận đánh tới như vậy, lập tức hạ lệnh tướng sĩ trong chiến trường lui lại, nhưng không còn kịp rồi, quân đội Gia Luật Ưng đã vây quanh mọi phía, Gia Luật Ưng càng giống như bị điên, không bày ra trận hình gì, liền lấy 10 vạn đại quân một trận chém giết với mấy vạn nhân mã Long Hiên, trận hình tam giác tinh diệu bị đánh bất ngờ không kịp phòng thủ nhanh chóng bị đánh hạ, miễn cưỡng bảo trì trận hình, nhưng kiên trì không được bao lâu. Lúc này, cờ thưởng trong tay Y Hàng rất nhanh huy động vài cái, trận hình tam giác bị quân Thương Liêu vây quanh lại bắt đầu thay đổi, lấy kỵ binh ở phía trước, mặt sau rất nhanh hình thành một hình thoi, từ kỵ binh nhắm ngay vào chỗ hổng của quân Thương Liêu ý đồ phá vây. Nhưng Gia Luật Ưng là người ra sao? Rất nhanh liền thấy được ý đồ của Cẩn Hiên, Trong lúc doanh trận Long Hiên chưa thành hình, liền đi trước làm gương, trong tay hỏa vân kiếm vung lên, ở tiền phương mở đường kỵ binh Long Hiên toàn bộ ngã xuống, làm cho quân Long Hiên không thể không lui về phía sau. Vô luận Cẩn Hiên thay đổi trận hình như thế nào, gia luật giống nhau là ông quyết tâm đồng quy vu tận, bất luận trả giá bao nhiêu cũng không cho quân Long Hiên phá vây. Huống chi quân Thương Liêu mặc dù nhìn như không có trận hình gì, nhưng kỳ thực là tiến thoái đều có trật tự, không chút nào hỗn độn, nhất thời làm cho quân Long Hiên bị nhốt trong trung tâm phải chết vô số. Vương gia, làm sao bây giờ? Ngụy Tử Tề đuổi ngựa tiến lên lo lắng hỏi. Nhìn huynh đệ trong doanh bị chém giết như vậy, hắn mặc dù đau lòng nhưng chỉ bất lực, bởi vì hắn biết, cho dù hắn lao ra cứu viện cũng vô dụng, hiện tại chỉ mong vương gia có thể cho một chỉ thị phá giải. Gia Luật Ưng, ngươi đã nghĩ cùng bổn vương đánh một trận như vậy, bổn vương đánh với ngươi. Cẩn Hiên không trả lời Tử Tề, ngược lại giống như tự nói với mình. Vừa nãy lời Gia Luật Ưng nói với hắn, rõ ràng khiêu chiến với hắn, vì mấy vạn tướng sĩ Long Hiên này hắn buộc phải xuất chiến. Ngụy Tử Tề nhất thời phản ứng không kịp, vừa định hỏi có ý tứ gì, chỉ thấy vương gia như tên rời cung lao đi, Ngụy Tử Tề cũng chỉ có thể nuốt vào nghi hoặc, truyền lệnh toàn quân tiến công. Nhất thời cát vàng cuồn cuộn, mấy vạn đại quân rất nhanh dâng tới, ngay cả đại địa đều nhịn không được mà chấn động. Thấy Âu Dương Cẩn Hiên mang theo toàn doanh hướng lại đây, Gia Luật Ưng khóe miệng tươi cười tà tà trở nên bí hiểm. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi tới vừa đúng lúc, bản thái tử đang chờ ngươi đây. Kế tiếp mới là thời điểm chân chính bản thái tử ra chiêu. Trên núi nhỏ Ngạo Quân thấy Cẩn Hiên lao đi, cảm xúc bất an trong lòng càng lúc càng dâng trào, nhất là sau khi nhìn thấy Gia Luật Ưng kia giống như thấy con mồi đã rơi vào cạm bẫy âm mưu được thực hiện, liền cười tà, trong lòng lột bột một chút, dự cảm bất hảo cơ hồ bao phủ quanh nàng. Chương 30, Huyết Hồn Thiên Cang Bát Quái Trận. Trên núi nhỏ Ngạo Quân thấy Cẩn Hiên lao đi, cảm xúc bất an trong lòng càng lúc càng dâng trào, nhất là sau khi nhìn thấy Gia Luật Ưng kia giống như thấy con mồi đã rơi vào cạm bẫy âm mưu được thực hiện, liền cười tà, trong lòng lột bột một chút, dự cảm bất hảo cơ hồ bao phủ quanh nàng. Cẩn Hiên lao đi rất nhanh, vốn quân đội Thương Liêu đang vây quanh doanh trận Long Hiên đột nhiên tản ra rất nhanh, làm cho hai quân Long Hiên rất nhanh hội hợp. Đang lúc Cẩn Hiên hết sức nghi hoặc, Gia Luật Ưng mang theo tiếng nói mị hoặc nói, Âu Dương Cẩn Hiên, vừa nãy ngươi không phải nói hôm nay phải đánh một trận mới có thể định thắng thua sao? Ha ha! Bản thái tử nói cho ngươi biết, từ thời khắc ngươi hướng lại đây, đã nhất định ngươi với 10 vạn đại quân kia phải bỏ mạng tại đây, tiếng chuông địa ngục dành cho các ngươi đã vang lên. Giống như muốn xác minh lời nói của hắn, lúc này trên Thiên Nguyệt Pha truyền đến một trận tiếng trống ù ù hào hùng vang đến tận trời, tiếng trống kia lộ ra từng trận tà khí, giống như muốn bắt lấy hồn phách người khác. Theo tiếng trống biến hóa kỳ lạ kia, quân Thương Liêu rất nhanh nhằm về phía quân Long Hiên. Cẩn Hiên lập tức bãi trận nghênh địch, nhưng vô luận Cẩn Hiên thay đổi trận hình như thế nào, vĩnh viễn giống như không thể thoát khỏi ức chế của quân Thương Liêu, mỗi khi muốn giãy giụa phá vây đều không thể. Gia Luật Ưng này bày trận gì a? Rõ ràng thoạt nhìn giống như là di động hỗn loạn, nhưng có thể cố tình hô ứng cho nhau, giống như ngàn vạn tướng sĩ này tạo ra một mê cung, một khi đã bước vào tử môn thì vô luận dùng cách nào cũng không thể đào thoát được. Này, đây là... Này không phải Thiên Cang Bát Quái Trận sao? Tại sao Gia Luật Ưng có thể biết được? Khuôn mặt Ngạo Quân lúc nào cũng chỉ có lạnh lùng lãnh đạm, nhưng khi nhìn thấy quân Thương Liêu bày ra trận hình này, vẻ mặt liền lộ vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc. Không, điều đó không có khả năng. Thiên Cang Bát Quái Trận là chi trận bất truyền của Thánh Tiên Môn, Gia Luật Ưng không có khả năng nào biết được, nhưng đây thật sự là Thiên Cang Bát Quái Trận. Từng đợt thanh âm trống trận mang theo mê hoặc đánh gãy suy nghĩ của Ngạo Quân, làm cho nàng không tự giác nhìn về nơi phát ra biến hóa kỳ lạ Thiên Nguyệt Pha. Không nhìn thì không cảm thấy quan trọng, vừa thấy, cả người Ngạo Quân một trận run run, trong lòng lại tự giác sinh ra sợ hãi chưa từng có. Trên Thiên Nguyệt Pha tướng quân kích trống đã bị thay thế, hiện tại đang kích trống là một người mang theo mặt nạ sắt, bởi vì mang theo mặt nạ, cho nên không thể thấy rõ biểu tình lúc này của hắn, nhưng người này bên khóe miệng lộ vẻ tươi cười tàn khốc, còn có trong ánh mắt kia khi nhìn thấy phía dưới một trận thảm sát tàn khốc mà hiện ra hưng phấn. Ngạo Quân nhìn đến có một trận lãnh khí theo lòng bàn chân nhắm thẳng đánh lên đỉnh đầu. Là hắn, phản đồ giết hai vị sư phó Thánh Tiên Môn, Thánh Xích. Trong đầu Ngạo Quân tự nhiên dần dần hiện ra tình cảnh khi mới gặp Phong Viêm hai vị sư phó, trong mắt chợt hiện lên sát ý. So với Gia Luật Ưng, nàng tự hồ càng hận, càng muốn giết hắn. Chính Ngạo Quân cũng không hiểu được là vì cái gì, chỉ biết là hắn tác quái, làm cho nàng đối với hắn ngoại trừ thống khoái, chưa bao giờ có một người tồn tại làm cho nàng cảm thấy không thoải mái như vậy, mà hắn lại là Thánh Xích. Loại cảm giác này là hận cũng là sợ, nàng cũng không rõ, Đúng vậy, là sợ, cũng không biết vì cái gì, ở trong tiềm thức Ngạo Quân lại sợ hắn, đối với hắn có sợ hãi không thể hiểu, có lẽ là khi lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đã hình thành di chứng cảnh giác. Sợ thì sợ, nhưng Ngạo Quân vẫn rất nhanh trấn định xuống, Thánh Xích xuất hiện cũng đã hảo giải hết nghi hoặc của nàng, xem ra người bày ra Thiên Cang Bát Quái Trận không phải Gia Luật Ưng, mà là Thánh Xích, hắn thân là đệ tử của trưởng môn tiền nhiệm đã nhập thất, tự nhiên lại bày ra trận này, hắn cũng là người của Long Hiên, vì sao lại đi tương trợ cho Thương Liêu Quốc? Quên đi, ngay cả sư phó đích thân dưỡng dục hắn cũng có thể hạ thủ được, thông phiên bán quốc thì đã là gì? Điều trọng yếu trước mắt là phải tìm ra biện pháp trợ giúp Cẩn Hiên bọn họ phá giải trận này. Theo trong Thiên Kiền Viêm Du Ký ghi lại, Thiên Cang Bát Quái Trận là trận pháp tối tinh diệu trong thiên hạ, càng vì thiên, không vì địa, khảm vì thủy, cấn vì sơn, chấn vì lôi, tốn vì phong, ly vì hỏa, đoài vì trạch. Trận này lấy vạn vật sinh trưởng trong trời đất mà hợp thành, lấy số tử vi di động làm cơ sở, trong đó ẩn chứa hơn 8.000 loại biến hóa, mỗi một loại đều ngầm có ý một bộ triết lý võ đạo, người phi thường thông minh mới có thể lĩnh hội. Sở dĩ tên là Thiên Cang Bát Quái Trận, là bởi vì nó được tại từ Thiên Cang, Bát Quái Trận hỗ trợ mà thành, hoàn hoàn tương khắc, biến ảo vô cùng. Nhớ ngày đó khi nhìn thấy trận pháp này, Ngạo Quân hảo kích động một trận, làm cho nàng nghiên cứu miên man không ngớt suốt nửa tháng, đây cũng là nguyên nhân vì cái gì nàng hội ban ngày ban mặt liền ngủ như bất tỉnh. Nhưng trận pháp này là trấn sơn chi bảo của Thánh Tiên Môn, học tập rất khó khăn, có người học cả đời, cũng không thể học được một, hai chương, cũng không truyền nhân, cho dù là người của Thánh Tiên Môn, cũng chỉ có các môn chủ đã ngoài cấp bậc nhân tài mới có cơ hội nhìn thấy, bởi vậy trên đời người biết trận này không nhiều lắm, hiểu được trận này sợ cũng chỉ còn Thánh Xích với nàng, về phần này các môn chủ trước tựa hồ còn chưa từng tập qua. Kỳ môn độn giáp tại đại lục này ít có người biết, bình thường đều là giang hồ kỳ nhân mới có thể dùng nó, không thể tin được Thánh Xích lại vận dụng trên chiến trường, cho dù Cẩn Hiên binh pháp cao minh tới đâu, cũng vô pháp phá giải, hơn nữa nhất định hắn không biết Thánh Xích bày ra trận này căn bản không phải là trận pháp, mà là kỳ môn độn giáp. Cẩn Hiên mặc dù không biết đây là kỳ môn độn giáp, nhưng hiểu được đây không phải trận pháp bình thường, hắn chinh chiến đã nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua, càng chưa nghe qua. Mắt thấy binh lính một người tiếp một người rồi ngã xuống, hắn lại bất lực, mà nguyên bản đội ngũ chỉnh tề, lúc này quân lính lại tan rã, từng tướng sĩ trong mắt đều xuất hiện khủng hoảng, đây là điều cấm kỵ trên chiến trường, nhưng hắn lại chỉ có thể chật vật một mặt lui về phía sau. Vô luận hắn lui về phía sau như thế nào, vẫn không thoát ra được. Phải nhanh tìm ra phương pháp phá giải, nếu không chắc chắn toàn quân không một người có thể còn sống. Trong lòng Cẩn Hiên mặc dù cũng đã tiếp cận tuyệt vọng, nhưng thân là chủ soái, hắn vẫn cố giữ vững trấn định. Âu Dương Cẩn Hiên, không cần trốn nữa, ngươi trốn không thoát được đâu, ha ha, Gia Luật Ưng cuồng vọng cười lớn, hồng mâu dường như vô cùng hứng thú nhìn Âu Dương Cẩn Hiên, tựa hồ thực vui vẻ hưởng thụ bất lực của hắn, thất bại của hắn. Gia Luật Ưng, ngươi dùng yêu thuật gì? Cẩn Hiên căm tức rút kiếm chỉ thẳng vào gương mặt tràn ngập tà khí của Gia Luật Ưng, hắn càng ngày càng cảm thấy trong trận có hàn khí âm trầm cổ quái, trời cũng chậm chậm trở nên biến hóa kỳ lạ. Yêu thuật. Ha ha. Đúng vậy, chính là yêu thuật. Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi chịu chết đi. Nói xong liền vọt tới trước mặt Cẩn Hiên, hắn muốn cùng Âu Dương Cẩn Hiên đánh một trận, hắn muốn Âu Dương Cẩn Hiên thua hoàn toàn triệt để. Hảo, hôm nay cho dù Âu Dương Cẩn Hiên ta cùng huynh đệ hội tử chiến xa trường, cũng phải giết ngươi ngăn ngừa tai họa. Nói xong, cũng kỵ mã nghênh đón. Cho dù phải chết, hắn cũng phải giết kẻ này, không cho hắn tái xâm phạm Long Hiên. Hai người không hổ là đương kim tuyệt thế cao thủ, một hỏa vân kiếm, một long ngâm kiếm, đều là thần binh lợi khí hiếm có, nhất thời chỉ thấy vô số đạo kiếm khí vây trụ quanh hai người, làm cho người khác không thấy rõ rốt cuộc hai người bọn họ ra chiêu như thế nào, ra bao nhiêu chiêu, thỉnh thoảng có vài binh lính tiếp cận, cũng bị kiếm khí của bọn họ gây thương tích, không dám đi tới nữa. Nhất thời, trong trời đất tựa hồ bị vẻ tĩnh lặng chiếm cứ, tất cả các tướng sĩ ở hai quốc đang chém giết đều giống như nhau, không hẹn mà đồng thời đều ngừng lại, lăng lăng nhìn đại quyết chiến thế gian hiếm có. Ngạo Quân cũng chăm chú nhìn vào trận quyết chiến của hai người bọn họ, cảm thấy giống như đang xem phim võ hiệp, hơn nữa bởi vì nàng nội công thâm hậu, vì thế, nàng có thể nhìn thấy rất rõ hai người sử ra từng chiêu thức, thật sự rất phấn khích, làm cho suy nghĩ của nàng trong nháy mắt đều biến mất, hiện tại là thời điểm hai quân đang đối chiến, không phải là nơi diễn ra quyết chiến trên Tử Cấm Thành. Tiếng trống biến hóa kỳ lạ lại cải biến tiết tấu, Ngạo Quân nháy mắt liền thanh tĩnh. Đây là chuyện gì? Thiên Cang Bát Quái Trận sẽ không như vậy, bầu trời xanh thẳm theo tiếng trống đột nhiên biến thành đỏ tươi, giống nhau đang lấy máu vậy, chảy xuôi trong không khí mãnh liệt có hơi thở âm trầm khủng bố, bên tai tự hồ còn nghe được ô ô ô tiếng khóc, còn là thanh âm khóc thét, tự hồ toàn bộ trời đất đặt mình trong 18 tầng địa ngục. Càng kỳ lạ là, nguyên bản binh lính Thương Liêu đang xem hai đại tuyệt thế cao thủ quyết chiến mà đình chỉ chém giết, thế nhưng bây giờ trong ánh mắt bắt đầu chậm rãi trở nên đỏ bừng, trong tay cầm đao, không muốn sống lao tới chém giết quân Long Hiên, cho dù bị đối phương chém ngã, cũng rất nhanh đứng lên, tiếp tục giả đấu, tay phải bị chém đứt, cũng dùng tay trái, thẳng đến sinh mệnh chấm dứt mới thôi. Mà binh lính Long Hiên cũng không phải là người vô nhân tính, không phải vô duyên vô cớ đối với người một nhà mà chém lung tung, chính là cầm lấy thanh đao của chính mình mà cắt vào cổ mình, còn có đột nhiên thất thanh khóc trống lên, bị người chém tới giống như không hề có cảm giác. Ngạo Quân ánh mắt mở thật to, vẻ mặt không thể tin, huyết hồn pháp. Dĩ nhiên là huyết hồn pháp, thế nhưng hắn đã dùng Thiên Cang Bát Quái Trận chính thống, hơn nữa còn có huyết hồn pháp tà ác nhất trên thế gian. Trận pháp này mà mở ra, thế gian không khỏi sinh linh đồ tháng. Thánh xích, thế nhưng hắn không được, phải nghĩ ra biện pháp, bằng không Cẩn Hiên cùng 10 vạn đại quân này nhất định không một người nào có thể sống sót, hơn nữa trước khi chết tâm linh cũng phải chịu trận tra tấn cực kỳ tàn khốc. Nhưng Thiên Cang Bát Quái Trận vốn là trận pháp diệu trong chi diệu, cơ hồ không hề có sơ hở, hơn nữa hiện tại còn có huyết hồn pháp, phải làm sao bây giờ? Lăng Ngạo Quân thông minh tuyệt đỉnh rốt cục lần đầu tiên rơi vào vô kế khả thi. Không được, phải nhanh tìm ra biện pháp, bình tĩnh, hít sâu, trấn định, lại nhìn chiến trường một chút, trong đầu một biện pháp vụt sáng xẹt qua, xem ra cũng chỉ có thể làm như vậy. Bên này mặc dù đang quyết đấu ác liệt, Cẩn Hiên vẫn phân tâm quan sát tình huống trên chiến trường, mắt thấy tướng sĩ trong quân bắt đầu trở nên điên cuồng, trở nên không có lý trí, đối với mệnh lệnh của Ngụy Tử Tề hay Triệu Chi Dương dường như bị mất trí vô pháp nghe thấy, bên tai không ngừng truyền đến thanh âm kêu gọi, khóc thét của các tướng sĩ trong quân đang kề cận cái chết. Hết thảy đều làm cho hắn đau lòng không thể hô hấp, hắn tình nguyện người chết là hắn, thống khổ là hắn, nhưng hắn lại bất lực a. Ngay lúc hắn đang hết sức phân tâm, Gia Luật Ưng một kiếm đâm tới, Cẩn Hiên tránh không kịp, vai trái bị đâm trúng, máu không ngừng chảy ra ngoài. Ngụy Tử Tề thấy thế, cũng không màng võ công mình căn bản không bằng Gia Luật Ưng, liền giơ kiếm nghênh đón, chặn thế công của Gia Luật Ưng. Không biết tự lượng sức mình, Gia Luật Ưng kinh miệt nói. Nhưng do Ngụy Tử Tề ngăn cản mà thay đổi thế công, Ngụy Tử Tề lại bị đánh văng ra. Cẩn Hiên phi thân đến, tiếp được Ngụy Tử Tề, tuyệt vọng nói, thật là trời muốn diệt ta, diệt Long Hiên của ta. Ngụy Tử Tề cũng là vẻ mặt tuyệt vọng, ngay cả vương gia cũng bất lực. Trong lúc mọi người đang hết sức tuyệt vọng, trên Thiên Nhật Pha truyền đến tiếng sáo trong trẻo thấm lòng người, làm cho tâm mọi người chậm rãi tĩnh lặng, mắt nheo lại, điều này khiến cho trong lòng mỗi người hình như nghe thấy được âm thanh tinh tế của tự nhiên, cùng với tiếng sáo, trên Thiên Nhật Pha đồng thời truyền đến tiếng trống thùng thùng, tiết tấu bất đồng so với lúc trước. Chương 31, lui lại an toàn. Trong lúc mọi người hết sức tuyệt vọng, trên Thiên Nhật Pha truyền đến tiếng sáo trong trẻo thấm lòng người, làm tâm mọi người chậm rãi tĩnh lặng, nheo mắt lại, nếu tinh tế nghe có thể nghe được âm thanh của thiên nhiên, cùng với tiếng sáo, trên Thiên Nhật Pha đồng thời truyền đến tiếng trống thùng thùng, tiết tấu bất đồng với lúc trước. Nghe tiếng sáo, lòng Cẩn Hiên đang rất tuyệt vọng bây giờ lại tràn ngập hy vọng kỳ dị, là y đến đây, nhất định là y, nhất thời tâm lại động, theo tiếng sáo nhìn về phía Thiên Nhật Pha, quả nhiên không sai, thân ảnh trắng nõn nhỏ bé rất nhanh chiếm hết toàn bộ tầm mắt của hắn. Trên Thiên Nhật Pha, Ngạo Quân tay cầm sáo ngọc, chuyên tâm thổi tĩnh tâm khúc, Y Thiên bên cạnh chiếu theo chỉ thị của Ngạo Quân, đánh lên từng hồi trống trận. Mà ở trên Thiên Nguyệt Pha, Thánh Xích vẫn như cũ mang theo vẻ tàn khốc cười lạnh nhìn Ngạo Quân trên Thiên Nhật Pha, trong mắt tràn ngập khinh thường, chỉ là một tĩnh tâm khúc đã nghĩ muốn phá huyết hồn của hắn, quá ngây thơ rồi. Hơn nữa Thiên Cang Bát Quái Trận của hắn vẫn đang gắt gao vây quân Long Hiên, y cho dù lợi hại thế nào cũng vô dụng, ha ha. Hắn mới là người chiến thắng cuối cùng. Đem nội lực trút xuống cổ tay, hướng mặt trống đánh lên từng kích, từng trận tiếng trống nhiếp hồn phách dần dần che giấu chế trụ tiếng sáo tĩnh tâm khúc, phía dưới hai quân tướng sĩ lại bắt đầu trở nên bất an, điên cuồng trở lại. Ngạo Quân biết hiện tại không phải là lúc hợp nội lực lại, cho dù nội lực của nàng cao hơn Thánh Xích, cũng vô pháp phá được trận pháp tà ác này. Bởi vậy chỉ có thể một bên tiếp tục thổi tĩnh tâm khúc, tạm thời giảm bớt điên cuồng của mọi người, một bên dùng ánh mắt ra hiệu với Y Thiên, Y Thiên hiểu ý, thùng thùng đông, nhắn gửi chỉ thị thu binh. Cẩn Hiên cũng đồng dạng hiểu ý, nhìn về phía Ngạo Quân, thấy y gật đầu với hắn, ở phía dưới Cẩn Hiên phối hợp rất ăn ý. Truyền lệnh, thu binh, theo bổn vương lui lại. Cẩn Hiên dùng nội lực đem thanh âm nói với tất cả các tướng sĩ ở đây. Hắn biết, đừng nói tạm thời hiện tại tất cả tướng sĩ đều đang dần dần bị lạc mất tâm trí, không thể chú ý trống trận truyền đạt lại chỉ lệnh, cho dù không bị lung lạc lý trí, chỉ cần nghe tiết tấu vừa nãy Y Thiên đánh, đã biết không phải cổ ngữ tầm thường, đây nhất định là chủ ý của quân sư, chúng tướng sĩ chưa từng nghe qua, lại càng không biết như thế nào tuân lệnh làm việc, bởi vậy cũng chỉ có thể nhìn xem hắn cùng quân sư có thể ăn ý bao nhiêu. Tiếng sáo của Ngạo Quân hơn nữa còn có thanh âm hùng hậu, hữu lực của chiến thần Cẩn Hiên, tướng sĩ Long Hiên nháy mắt khôi phục thần trí, chậm rãi tỉnh táo, rất nhanh hình thành đội hình chỉnh tề trật tự, theo sát Vương gia bọn họ. Muốn lui lại, lui được sao? Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi cho là có Mạc Quân, ngươi có thể đào thoát trận này sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, bản thái tử nói cho ngươi biết, không ai có thể thoát được trận pháp này. Gia Luật Ưng phục hồi tinh thần lại, đối với Cẩn Hiên nói. Vừa nãy thân ảnh kia vừa xuất hiện, hắn đã thất thần, tại thời khắc tối trọng yếu này, hắn lại thất thần, thủ khúc kia thật sự làm cho tâm hắn vốn rối loạn lập tức tĩnh lặng, đã bao lâu rồi chưa tĩnh tâm như vậy, an tâm không để ý gì tới thế sự phía dưới như vậy. Đã lâu. Lâu tới khi nào? Từ sau khi hai huynh đệ Âu Dương gia đến Thương Liêu Quốc đến nay, tất cả sự tình đều thay đổi, hắn cũng thay đổi. Tất cả hết thảy đều do Âu Dương gia làm hại, chỉ có đã bại Âu Dương Cẩn Hiên, đem hoàng đế Âu Dương Chính Hiên từ trên ngai vàng đạp xuống, hết thảy tất cả liền trở lại nguyên điểm. Còn có Mạc Quân, liếc mắt nhìn Trích Tiên kia lúc này đang làm cho thiên địa lâm vào thất sắc một cái, nhân vật như vậy vì sao lại là của Âu Dương Cẩn Hiên hắn, vì sao phải trợ hắn, vì sao trong mắt của y chỉ có Âu Dương Cẩn Hiên, mà không có hắn. Hắn không phục, Mạc Quân là của hắn, giờ khắc này, hắn đã quyết định, hắn muốn Mạc Quân, mặc kệ tất cả, hắn phải có. Hắn muốn Âu Dương Cẩn Hiên chết ở trước mặt y, làm cho y phải cúi đầu xưng thần với hắn, hắn muốn Âu Dương Cẩn Hiên thua một ván không dư thừa. Phải không? Vậy thử xem. Cẩn Hiên gợi lên một chút tự tin cười nói, Mạc Quân đối với hắn mà nói, giống như là một liều thuốc an thần. Lại giơ lên long ngâm kiếm, sau đó đi trước làm gương, hướng Tử Môn phá vây ra ngoài. Hừ. Gia Luật Ưng khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đuổi sát theo sau, kia là Tử Môn, Âu Dương Cẩn Hiên là ngươi tự mình muốn chết. Đã sắp bước vào Tử Môn, tiếng trống lại biến đổi, Cẩn Hiên hiểu ý hạ lệnh sửa hướng Thương Môn mà đi, đại quân Long Hiên gắt gao đi theo. Theo tiếng trống, Cẩn Hiên hạ lệnh ở trong trận qua lại phá vây, trong trận một hồi giống như mưa rền gió dữ, một hồi đen kịt như màn đêm, âm khí dày đặc, một hồi sương mù nặng nề, không rõ phương hướng, hơn nữa còn có các loại thanh âm đáng sợ, thật sự khủng bố đến cực điểm. Tướng sĩ Long Hiên dần dần có nghi hoặc, không rõ Vương gia mang bọn họ ở trong trận một hồi đi tới, sau lại lui lại, một hồi đi về phía trái, một hồi lui về phải, rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ Vương gia cũng điên rồi? Gia Luật Ưng ở trong lòng không ngừng cười lạnh, Âu Dương Cẩn Hiên, ngươi lại giãy dụa a. Ha ha. Hãy cho bản thái tử chậm rãi thưởng thức ngươi giãy dụa ở trong sinh tử đi. Chỉ có Ngạo Quân ở Thiên Nhật Pha cùng với Thánh Xích ở Thiên Nguyệt Pha mới biết được đây là có chuyện gì. Nhìn quân Long Hiên phía dưới mặc dù nhìn như không hề có mục tiêu loạn nhảy lên, nhưng thực tế lại là ở mỗi thời khắc mấu chốt né qua sát chiêu trong trận, hơn nữa càng ngày càng thoát ly chế ước của Thiên Cang Bát Quái Trận. Thánh Xích giấu gương mặt biến sắc ở sau Thiết Mặc hạ, nhưng đáng tiếc, không có người nào thấy được. Trong mắt thập phần rõ ràng không thể tin, Mạc Quân như thế nào có thể hiểu được Thiên Cang Bát Quái Trận. Trong thiên hạ trừ bỏ hắn ra, không có người nào biết, mà nếu quả thật y không hiểu được thì như thế nào có khả năng chỉ thị quân Long Hiên đi ra trận, chẳng lẽ là gặp may mắn, đánh loạn. Không có khả năng a. Thiên Cang Bát Quái Trận vô cùng tinh diệu, không có khả năng một người hoàn toàn không hiểu có thể, vẫn nói, y cùng Thánh Tiên Môn có quan hệ gì. Hay là... Ngay khi Thánh Xích hết sức phân thần, Ngạo Quân rất nhanh nắm chặt thời cơ, chỉ thị theo hướng Sinh Môn lui lại, Cẩn Hiên hiểu ý, hạ lệnh đại quân phân tách, thứ tự theo hướng Sinh Môn lui lại. Đợi cho Thánh Xích phục hồi tinh thần lại, muốn kích trống vây khốn quân Long Hiên, đã không còn kịp, tất cả đại quân Long Hiên đã rút khỏi trận. Gia Luật Ưng khó có thể tin nhìn quân Long Hiên một khắc trước còn bị vây giãy dụa trong trận, giờ khắc này lại như sét đánh không kịp bưng tai thuận lợi lui lại. Không có khả năng, Thánh Xích rõ ràng đã nói, không ai có thể từ trong Thiên Cang Bát Quái Trận đào thoát ra ngoài, vì cái gì? Vì cái gì hội như vậy? Mạc Quân, lại là Mạc Quân, là y trợ Âu Dương Cẩn Hiên đào thoát, là y phá hủy hết thảy kế hoạch của hắn. Đôi mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh màu trắng trên Thiên Nhật Pha lúc này đang mồ hôi lạnh nhỏ giọt, vẻ mặt mỏi mệt nhưng cười rất thư thái. Vì cái gì? Ngươi lại để ý Âu Dương Cẩn Hiên như vậy? Không, ta không cam lòng, ngươi là của ta, Âu Dương Cẩn Hiên hôm nay phải chết. Truy! Gia Luật Ưng giơ lên hỏa vân kiếm làm tín hiệu truy kích, quân Thương Liêu vốn đang phân tán rất nhanh tụ lại, theo Gia Luật Ưng đuổi theo, trống trận trên Thiên Nguyệt Pha cũng đã ngừng lại, nhất thời, trên trời khôi phục vẻ xanh thẫm vốn có, chiến trường khôi phục yên tĩnh, hơi thở khủng bố đã biến mất. Thấy hết thảy rốt cục đã kết thúc, chỉ cần Cẩn Hiên bọn họ rời khỏi Thiên Cang Bát Quái Trận, sẽ không có việc gì. Trên Thiên Nhật Pha Ngạo Quân nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay cầm cây sáo hạ xuống, lúc này mới phát hiện trong tay toàn là mồ hôi lạnh, trên trán cũng chảy ra bọt nước, tâm đang buộc chặt rốt cuộc thả lỏng, cả người hư thoát sắp ngã. Quân sư cẩn thận! Y Thiên bên cạnh thấy Ngạo Quân sắp ngã xuống, vội vàng đỡ lấy y, cung kính mà lại lo lắng nói, ánh mắt nhìn Ngạo Quân tràn ngập kính nể, lo lắng. Ta không sao, Y Thiên, cảm ơn cây sáo của ngươi. Ngạo Quân mỉm cười tỏ vẻ chính mình không có việc gì, cầm trong tay sáo rút trả lại cho Y Thiên. Không, không cần. Y Thiên mặt đỏ nhu nhu nói. Thấy Ngạo Quân cười với hắn, hắn liền cảm thấy ngượng ngùng. Y Thiên, mặt của ngươi tại sao lại đỏ, có phải do phơi nắng hay không? Chúng ta hồi doanh đi. Vương gia bọn họ đã an toàn, ta đã cho Y Hàng đi tiếp ứng. Ngạo Quân nhìn Y Thiên đột nhiên đỏ mặt nói. Hảo! Y Thiên tận lực lấy ngữ điệu bình thường nói, nhưng mặt càng đỏ vẫn tiết lộ tâm tình của hắn. Thân ảnh hai người chậm rãi biến mất ở trên Thiên Nhật Pha, mà trên Thiên Nguyệt Pha cũng không còn thấy tung tích của Thánh Xích, hết thảy giống như khôi phục bộ dáng nguyên lai, chỉ là trên chiến trường kia chất đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, hơi thở âm trầm, không thể không nói cho mọi người biết, nơi này vừa mới xảy ra một chiến tranh tàn khốc. Bên này, Âu Dương Cẩn Hiên mang binh không ngừng lui lại, tuy là lui lại, nhưng đội ngũ nghiêm cẩn trật tự, không hỗn loạn như trong trận vừa rồi, nhưng Gia Luật Ưng vẫn dẫn đại quân đuổi theo không bỏ, mắt thấy đã sắp đuổi tới. Theo tình trạng hai quân hiện tại, một khi đuổi tới, quân Long Hiên nhất định sẽ thương vong thảm trọng. Ngay tại thời điểm quân Thương Liêu đã đuổi kịp quân Long Hiên, đột nhiên từ hai bên trên sườn núi xuất hiện mấy ngàn cung thủ, nhắm ngay quân Thương Liêu đang đuổi theo phía sau một trận phóng ra, nhất thời, tên như mưa, binh lính ở phía trước đều ngã xuống đất. Gia Luật Ưng một bên huy kiếm ngăn tên bắn tới, một bên oán hận nhìn Âu Dương Cẩn Hiên lãnh binh ly khai tầm mắt của hắn. Tuy rằng hắn binh lực nhiều, nhưng đối phương chiếm cứ chỗ cao, làm cho bọn họ căn bản không thể di chuyển, nếu tiến tới chỉ làm cho tướng sĩ bị giết nhiều hơn mà thôi. Quay về. Bất đắc dĩ, Gia Luật Ưng chỉ có thể hạ lệnh lui binh. 10 vạn đại quân chậm rãi thoái lui về phía sau, Gia Luật Ưng lại nhìn về hướng quân Long Hiên biến mất, ánh mắt nheo lại, cười tà, Âu Dương Cẩn Hiên hôm nay cho ngươi chạy thoát, ngày khác vận số của ngươi sẽ không tốt như vậy, đừng tưởng rằng các ngươi có thể an toàn chạy đi, thắng lợi cuối cùng, chỉ có thể là ta. Thấy phía sau đã không còn bóng dáng quân Thương Liêu, tốc độ của đại quân cũng dần dần chậm lại, hiện tại đã an toàn, lúc này Cẩn Hiên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cánh tay trái bị thương còn đang chảy máu, hơn phân nửa y bào bên trái đều nhuộm thành màu đỏ tươi bắt mắt, mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt dọa người, trước mắt càng ngày càng đen, sắp chống đỡ không được. Ngụy Tử Tề bên cạnh phát hiện vương gia có gì đó không ổn, vừa thấy, không khỏi hoảng sợ, kinh hô, vương gia, ngươi không sao chứ? Kinh hô này, cũng làm cho tất cả tướng lãnh của hắn phát hiện vương gia bọn họ bị thương rất nặng, đều vẻ mặt lo lắng hỏi, vương gia, ngài ra sao rồi? Vì muốn cho bọn họ an tâm, Cẩn Hiên vốn định nói với bọn họ là không có việc gì, nhưng thần chí đã chống đỡ không được, trước mắt chỉ có một màn đen, liền ngã xuống ngựa. Thần chí đã dần dần mất đi, bên tai chỉ nghe được từng trận thanh âm kêu gọi tên hắn, nhưng hắn thật sự đã mệt muốn chết, rất muốn nghỉ ngơi. Khi ánh mắt hoàn toàn nhắm, giống như thấy được một thân ảnh màu trắng, vẻ mặt lo lắng ôm hắn, hắn rất muốn mở mắt ra nhìn xem đây có phải sự thật hay không, nhưng hắn lại làm không được, ánh mắt đóng lại, lâm vào trong bóng đêm vĩnh viễn. Chương 32, Kỳ Môn Độn Giáp. Mơ mơ màng màng giống như nghe được có người nói chuyện bên người, Cẩn Hiên rất muốn mở mắt ra xem, nhưng cả người giống như hư thoát, một chút lực cũng không có, không biết qua bao lâu mới có cảm giác hữu lực động đậy mí mắt rất nặng. Vương gia như thế nào còn chưa tỉnh, không phải quân y nói tính mệnh vương gia đã không còn nguy hiểm hay sao? Như thế nào còn chưa tỉnh a? Hình như là thanh âm của Triệu Chi Dương. Chi Dương, ngươi đừng vội a. Lớn tiếng như vậy sẽ xảo đến vương gia. Ngụy Tử Tề hiểu chuyện ngăn cản Triệu Chi Dương. Quay đầu lại nhìn Cẩn Hiên một chút, phát hiện mí mắt của hắn hơi hơi giật, sau đó chậm rãi mở ra, Ngụy Tử Tề cao hứng lập tức đi đến bên giường, kinh hỉ nói, Vương gia, ngươi tỉnh. Vương gia tỉnh. Triệu Chi Dương nghe vậy cũng chạy nhanh đến bên giường, thấy Vương gia thật sự tỉnh, kích động đến hốc mắt hồng hồng. Cẩn Hiên lên tiếng, giãy dụa muốn ngồi dậy. Ngụy Tử Tề thấy thế chạy nhanh đến giúp Cẩn Hiên ngồi xuống. Quân sư đâu? Cẩn Hiên vừa mở miệng hỏi chính là Ngạo Quân, nhìn chung quanh một chút, đây là lều trại của hắn, mà bên người cũng chỉ có Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương. Hắn nhớ rõ trước khi ngất xỉu, có nhìn thấy quân sư, như thế nào hiện tại lại không ở đây. Tỉnh lại không nhìn thấy y, tâm hắn thật sự cảm thấy mất mát. Vương gia, quân sư ở nội trướng của hắn, Vương gia có việc tìm y sao? Tử Tề đi gọi hắn đến đây. Vương gia vừa tỉnh lại đã tìm quân, nhất định có chuyện muốn tìm y. Ngụy Tử Tề xoay người muốn đi ra ngoài. Không, không cần, Tử Tề, chiến dịch lần này, quân ta thương vong bao nhiêu? Cẩn Hiên thấy Ngụy Tử Tề muốn đi ra ngoài, liền gọi hắn lại, kỳ thật hắn không có chuyện muốn tìm y, chỉ là vừa tỉnh lại đã nghĩ muốn trông thấy y mà thôi, trong lúc hắn hôn mê, trong mộng của hắn tất cả đều là thân ảnh tuyệt đại tao nhã kia, nhất định là hắn điên rồi, nhưng hắn lại phát hiện hắn thật sự rất muốn y. Dạ, Vương gia. Ngụy Tử Tề thu hồi cước bộ, một lần nữa xoay người lại, thấy Vương gia lại hỏi đến chiến dịch lần này, vẻ mặt trầm trọng nói, bẩm Vương gia, lần này quân ta thương vong rất lớn, Chu tướng quân tử trận, các tướng quân của ta cũng bị trọng thương, có tổng cộng 3 vạn binh lính tử trận, còn lại có 4 vạn binh lính bị thương. Qua chiến dịch lần này, sĩ khí quân ta đã hạ, nhất là mấy ngày nay khi Vương gia hôn mê, toàn doanh từ trên xuống dưới đều là một mảnh không khí trầm lặng, trong lòng đều đối với trận chiến kia còn rất sợ hãi. Nhớ tới trận pháp khủng bố kia, Ngụy Tử Tề cả người chấn động. Đã biết. Cẩn Hiên sau khi nghe chỉ thản nhiên nói, kết quả như vậy đã nằm trong dự kiến của hắn, nếu không phải có quân ở đây, chỉ sợ không chỉ có hắn, chính là toàn quân cũng không có một người nào có thể sống sót. Trận pháp kia thật đáng sợ, giống như kỳ môn thuẫn giáp mà kỳ nhân giang hồ đã miêu tả. Vương gia, Gia Luật Ưng kia rốt cuộc sử dụng yêu pháp gì? Lão Triệu ta hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy sợ. Triệu Chi Dương thẳng thắn hồi tưởng lại lúc ấy binh lính giống như bị điên, sắc mặt liền trở nên trắng bệch. Hắn sống nhiều năm như vậy, đánh qua nhiều trận chiến như vậy, cũng chưa gặp qua trận pháp khủng bố như thế. Cái này bổn vương cũng không biết, nghĩ đến chắc chỉ có quân sư tài cán mới có thể giải thích nghi hoặc của ta. Quân sư? Ngụy Tử Tề cùng Triệu Chi Dương đồng thời nghi vấn hỏi. Việc này có liên quan gì đến quân sư? Tuy rằng bọn họ đều rất kỳ quái vì cái gì ở thời điểm Vương gia hôn mê, quân sư lại xuất hiện, quân sư không phải ở lại trong doanh sao? Như thế nào lại xuất hiện ở nơi đó? Hiện tại Vương gia còn nói chỉ có quân sư mới biết được là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, bọn họ đều bị mê hoặc. Quân sư mấy ngày nay không nói với các ngươi sao? Cẩn Hiên hỏi ngược lại. Xem ra chuyện quân đến chiến trường, bọn họ cũng không biết, cũng đúng, lúc ấy loạn như vậy, bọn họ cũng không có tâm trí chú ý đến là ai đã giúp mình thoát chết, cũng sẽ không chú ý tới y trên Thiên Nhật Pha. Nhưng hắn hôn mê đã mấy ngày nay, chẳng lẽ bọn họ không hỏi qua quân, quân cũng không nói với bọn họ sao? Nói cái gì? Vương gia hôn mê mấy ngày nay, quân sư mỗi ngày đều ở trong doanh trướng của mình, không đúng, chính là bất luận kẻ nào cũng không trông thấy y, cũng từ ngày đó trở đi Tử Tề cũng không tái kiến qua y chỉ cho Mạc cô nương truyền lệnh ra, lệnh cho toàn doanh đều án binh bất động, bất luận kẻ nào cũng không được một mình xuất binh, toàn doanh đề phòng. Hơn nữa, Ngụy Tử Tề nói xong lại đình chỉ nói tiếp. Hơn nữa cái gì? Cẩn Hiên cau mày truy vấn hỏi. Mấy ngày nay vẫn không có người nào gặp quân, nói cách khác, y chưa từng tới thăm hắn, y tuyệt không quan tâm tới hắn sao? Hơn nữa còn hạ lệnh toàn quân lui về phía sau 30 lý. Thấy Vương gia mặt mày nhăn càng chặt, Ngụy Tử Tề bổ sung nói nhanh, Vương gia đừng trách quân sư làm như vậy chắc cũng có nguyên nhân. Đúng vậy. Vương gia, quân sư không phải là người tiền trảm hậu tấu, chỉ là lúc ấy Vương gia hôn mê, Vương gia trăm ngàn lần đừng trách tội quân sư. Thấy Cẩn Hiên không nói lời nào, Triệu Chi Dương cũng vì Ngạo Quân mà nói giúp. Rất lâu sau đó, Cẩn Hiên cũng không nói chuyện, chỉ là vẫn cau mày, hai người ở bên cạnh nhìn vậy vẫn lo lắng, Vương gia cùng quân sư thật vất vả mới có thể hòa hảo, đừng tại đây lại sinh ra khoảng cách gì a. Kỳ thật bọn họ đều đã quá lo lắng, Cẩn Hiên không nói lời nào, chính là đang suy nghĩ quân hội hạ mệnh lệnh này, xem ra có liên quan tới trận pháp kia, đến tột cùng đó là cái trận pháp gì, sau khi bọn họ đã thoát ly khỏi trận kia, còn phải lui về sau 30 lý. Quân sư, Ngay khi Ngụy Tử Tề còn muốn nói giúp cho Ngạo Quân, ngoài trướng truyền đến thanh âm của một tiểu binh. Ngạo Quân vẫn như của một thân bạch y ở trong tầm nhìn chăm chú của ba người mà đi vào, đến bên giường Cẩn Hiên, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, tỉnh. Ân. Cẩn Hiên ngừ một tiếng, sau đó cũng không thấy có câu sau. Vương gia không nói lời nào, Ngạo Quân cũng không nói, hai người còn lại tự nhiên cũng cấm thanh, nhất thời, trong không khí chảy xuôi hơi thở nặng nề. Cuối cùng vẫn là Triệu Chi Dương chịu không nổi không khí áp lực như vậy, dẫn đầu mở miệng nói, quân sư, vừa nãy vương gia nói cái trận pháp quỷ dị kia chỉ có ngươi mới có đủ tài năng giải thích nghi hoặc cho ta, ngày đó. Triệu Chi Dương muốn đem tình huống ngày đó nói ra, đã bị Cẩn Hiên ngắt lời nói, ngày đó quân sư cũng có đi, tĩnh tâm cúc kia chính là do quân sư thổi, quân ta có thể từ trong trận pháp biến hóa kỳ lạ kia an toàn rút khỏi, hoàn toàn dựa vào quân sư. Cái gì? Ngày đó quân sư có đi? Quân sư không phải ở lại trong doanh sao? Hai người đồng thời đều kinh ngạc hỏi, lại quay đầu nhìn Ngạo Quân. Ngày đó, sau khi các ngươi xuất phát, ta đi lên tiểu sơn phụ cận chiến trường, bởi vì ngày đó ta vẫn cảm thấy tâm thần không yên, cho nên mới đi nhìn thử, nhưng không nghĩ lại nhìn thấy Thiên Cang Bát Quái Trận. Ngạo Quân thản nhiên nói, coi như đang nói thời tiết hôm nay. Thiên Cang Bát Quái Trận. Trong trướng tất cả mọi người đều phát ra nghi vấn, sắc mặt khác nhau. Đó là cái gì vậy? Triệu Chi Dương vẻ mặt nhức đầu không rõ. Là kỳ môn độn giáp, Thiên Cang Bát Quái Trận là chi trận bất truyền của Thánh Tiên Môn, cũng là trấn môn chi bảo. Cẩn Hiên giải thích nói. Cái trận pháp kia chính là thuật kỳ môn độn giáp lợi hại nhất trong thiên hạ, Thiên Cang Bát Quái Trận. Quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ môn độn giáp. Ta hành tẩu giang hồ đã từng nghe qua. Ngụy Tử Tề nói tiếp. Kỳ thật tuy hắn đã nghe qua, nhưng cũng không biết kỳ môn độn giáp là cái gì. Cái gì là kỳ môn độn giáp? Triệu Chi Dương lại là vẻ mặt mê hoặc hỏi, bọn họ nói gì, hắn đều không hiểu. Môn là bát môn, tức là 8 cửa. 8 cửa gồm có hưu, sinh, thương, cổ, cảnh, kinh và khai môn. 8 cửa này là từ 8 phương vị của bát quái mà ra. Độn, có nghĩa là ẩn đi, trong 10 thiên can đa phần vị trí giáp được ẩn đi. 3 kỳ lục nghi hỗ trợ lẫn nhau tạo thành độn giáp, hình thành thế tam trọng pháp, tam tài, thiên, địa, nhân, mở ra bát môn, dựa vào bát quái đồ, lập thành âm dương nhị độn, một thuận một nghịch lấy 3 kỳ lục nghi làm gốc. Ngạo Quân giải thích nói. Thấy mọi người vẫn không hiểu, lại nói, từ 10 thiên can cùng 12 chi tổ hợp mà tạo thành 60 hoa giáp tử đặc trưng chủ yếu cho toàn bộ ký hiệu tin tức thời gian, về sau tiên thiên bát quái là chủ cửu cung bát quái nên đặc trưng chủ yếu cho toàn bộ ký hiệu tin tức không gian. Kỳ môn độn giáp chính là đem quy tắc tổ hợp này ấn định hai người cùng một chỗ, cấu thành một thể, bao gồm thiên, địa, nhân, ở bên trong. Giáp, ất, bính, đinh, mậu, mình, canh, tân, vương, quý, 10 ký hiệu thiên can này, bỏ qua khái niệm thời gian bên ngoài, còn chứa đựng ý nghĩa khác, hiểu được điểm này, kỳ môn độn giáp có thể giải được. Thủ trưởng giáp là nguyên soái, hắn thường xuyên ẩn nấp ở phía sau màn, cho nên gọi là độn giáp. Ất, bính, đinh là 3 kỳ, là 3 trợ thủ tối đắc lực bên người lãnh đạo. Ất là quan văn, gọi nhật kỳ, bính là quan võ, gọi nguyệt kỳ, đinh phụ trách phía sau bảo đảm cung ứng, gọi tinh kỳ. 3 kỳ ất, bính, đinh, cũng có thể dùng kỳ binh tam chi để lý giải, thắng hay không thường xuyên phải dựa vào nó. Cũng có người theo khái niệm âm dương ngũ hành để giải thích ất, bính, đinh là 3 vì sao xưng là 3 kỳ, giáp tức là chủ soái, là dương mộc, sợ nhất canh kim khắc sát, mà ất là âm mộc, giống như muội muội của giáp mộc vậy, ất hợp với canh tướng, nên giáp đem muội ất gả cho canh kim làm vợ, như vậy giáp mộc liền giải trừ được uy hiếp, tự nhiên ất có thể coi là đã thực hành kỳ binh, mỹ nhân kế, bính là dương hỏa, mộc sinh hỏa, hắn giống như con của giáp mộc, có thể khắc sát canh kim, bảo hộ chi phụ giáp mộc, cho nên tự nhiên hắn cũng là 1 kỳ, đinh là âm hỏa, nàng cũng như nữ nhi giáp mộc, cũng có thể khắc sát canh kim, bảo hộ chi phụ giáp mộc, cho nên cũng là 1 kỳ, vì thế nàng còn có tiếng khen là ngọc nữ. Tất cả mọi người ở đây sợ chỉ có Cẩn Hiên mới nghe hiểu được, hai người bọn họ từ đầu tới đuôi chỉ lăng lăng nhìn Ngạo Quân. Xem ra quân sư đối với kỳ môn độn giáp rất có nghiên cứu, điều này bổn vương chưa bao giờ nghe qua, nghe quân sư vừa nói như vậy, thế này mới có điểm lý giải với kỳ môn độn giáp, xem ra quân sư thật đúng là đương kim kỳ nhân a. Cẩn Hiên tự đáy lòng tán thưởng nói, y thật đúng là không gì làm không được a. Y đã chuẩn bị cho hắn bao nhiêu kinh hỉ a. Y còn có gì mà hắn không biết. Ha ha. Đúng vậy. quân sư thật sự là kỳ nhân, chính là ngươi nói gì Tử Tề đều không hiểu. Ngụy Tử Tề ngượng ngùng đỏ mặt nói, ngừng một chút lại hỏi, chỉ là kỳ môn độn giáp không phải giang hồ kỳ nhân mới có thể dùng sao? Như thế nào lại xuất hiện ở trên chiến trường? Hơn nữa nếu là chi trận bất truyền của Thánh Tiên Môn, Gia Luật Ưng như thế nào biết được? Ngụy Tử Tề lập tức toát ra một đống nghi vấn. Nói đến Thánh Tiên Môn, tự nhiên hắn lại nghĩ đến Hoàng Anh, kỳ môn độn giáp cũng là từ trong miệng của Hoàng Anh nên hắn mới biết được. Cẩn Hiên cũng có nghi hoặc này, thời điểm Ngạo Quân nói ra Thiên Cang Bát Quái Trận, hắn liền cảm thấy kỳ quái. Thánh Tiên Môn tuy nói là môn phái giang hồ, cùng triều đình không phân lui tới, nhưng trưởng môn tiền nhiệm là kỳ nhân đương thời, mà nhiều người trong môn đều là kỳ tài, là chi sĩ chính nghĩa, như thế nào hội để cho Thiên Cang Bát Quái Trận rơi vào trong tay kẻ bán nước? Đó lại là chi trận bất truyền. Không phải Gia Luật Ưng, bày ra Thiên Cang Bát Quái Trận là Thánh Xích. Ngạo Quân giải thích nghi hoặc nói. Hết phần 3, mời các bạn đón nghe phần 4. Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Các Truyện Hương Xưa. Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé. Xin cảm ơn các bạn.